Cùng lên xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ Sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Để chúng ta có những cái đánh giá lại toàn bộ kịch bản phân tích về tình hình thị trường trong tuần vừa qua, sau đó thì sẽ đi view lại các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cơ bản nhất của thị trường mà chúng ta thường xuyên theo dõi ở trên kênh và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý về phân tích về xu hướng thị trường trong tuần tới. Thì như các anh chị em cũng, chúng ta cũng biết rằng thị trường chứng khoán của chúng ta luôn luôn biến động, chính vì vậy nên là uh, những cái xu hướng của thị trường trong một cái tuần giao dịch uh, rất biến động rất là dài, chính vì vậy nên là Hùng Lê sẽ phải thường xuyên uh, có những cái cập nhật có những cái đánh giá ở trên team Zalo. Đó, để chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì Hùng sẽ có những cái đánh giá rất là cụ thể. Ví dụ như trong phiên giao dịch hôm nay với tín hiệu kết phiên như thế này thì dự báo ở uh, phiên ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào. Đó, ví dụ như vậy. Thì kết thúc cái tuần giao dịch cũ uh, tức là ngày 14, ngày 14 tháng ngày 14 tháng 5 thì Hùng đã ra bản tin video số 155. Uh, trong đó phân tích định lượng tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 17 ngắn hạn thì vùng chỉ tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5. Ở trong đó thì dự trong phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai dự báo là VN30 có thể test lại cung ở vùng 1370, phá sinh ở vùng 1360 và VN Index ở vùng 1260 và nhìn trên đánh giá trên một cái trend uh, trung hạn, trên một cái trend trung hạn của chúng ta đó là uptrend, uptrend. Đặc biệt là chỉ số VN Index và chỉ số VN30 thì uh, xin lỗi cả nhà, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì uh, vì sao mà hai cái chỉ số này nó lại tăng mạnh thì các anh chị có thể xem uh, các cái phân tích các cái bài báo mà uh, trên các cái trang mạng đã phân tích khá là hay. Thì uh, uh, cùng với cái thời điểm đó thì cũng có phân tích, đó có phân tích uh, tất cả một số là các cái chỉ báo và trong đó thì đặc biệt là chú ý ở trên bản tin tuần thì cũng có nói rồi đó là toàn bộ bộ ba chỉ báo chung của thị trường vn index vn30 và phái sinh thì hiện tại chúng ta vẫn đang nằm ở trong một cái kênh uptrend rất là mạnh à, và hiện tại thì uh, trên cái trend kỹ thuật ngày thì hiện tại xu, xu, xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng tăng và chưa có những cái tín hiệu đảo chiều uh, đi ngang hoặc là chỉnh giảm về uh, mặt kỹ thuật. Và cùng với thời điểm đó thì mình có lấy cái biên chỉ số của VN30 và phái sinh trong phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày đầu tuần, tức là ngày 17 tháng tháng 5. Thì VN30 dự kiến đi ở trong kênh vùng 1370 đến vùng 1385. Thì đây cũng sẽ view lại cho anh chị chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nói đến cái xu hướng của thị trường thì đây là phiên ngày 17 Các anh chị có thể nhìn thấy đây Thì kênh kháng cự của chúng ta Đấy là 1385 Và biên hỗ trợ là vùng 1370 Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây Trong cái biên à, hỗ trợ và kháng cự Thì VN30 đã có một lần Và hai lần test nhẹ về Đây gần suy soát ở biên 1370 của chúng ta Đó Cùng với thời điểm đó Thì chỉ số phái trinh Thì cũng có phân tích Ở một cái vùng kháng cự của của thị trường Có phân tích một vùng kháng cự thị trường Đó là ở vùng 1 trăm đây các anh chị ở vùng 1390 điểm và uh, cái mốc hỗ trợ của phái sinh ở trong uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai chúng ta sẽ lấy 1360. Thì uh, chúng ta cũng có thể thấy đây ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai cái điểm cái điểm phái sinh đi lên cao nhất được ở đây. Đây chính là điểm ở đây các anh chị đã gần suy sát với cái biên đây. Cái biên của chúng ta là biên 1390, đấy là vùng kháng cự hùng lấy ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai. vòng có lấy cái biên hỗ trợ của thị trường. Đây cái biên hỗ trợ của thị trường của VN uh, của 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 phái sinh ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai là vùng 1360 thì các anh chị có thể thấy đây, biên 1360 đây ạ. Đây chính là điểm 1360 ở đây. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là từ điểm này đến điểm này thì các anh chị nhìn thấy là cái biên sâu nhất của uh, của VN30 uh, của phái sinh đó là đi về vùng 1360. Đó thì toàn bộ cái kịch bản uh, diễn biến của trong phiên thứ hai là như vậy. Và đối với chỉ số VN Index thì cũng có sự test ở vùng 1260 điểm. Đó, đây trên bản tin tuần thì những cái mốc này đó chính là những cái mốc dự báo về điểm test kỹ thuật ngắn nhất của thị trường thì hôm có đưa lên đây để cho các anh chị em của chúng ta có thể tham khảo những cái mốc test như vậy. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai sau những điểm lên rất là mạnh thì chỉ số này bắt đầu suy yếu và uh, test cung ở đâu đó ở khoảng vùng uh, lúc đó khoảng tầm độ mấy giờ đấy anh chị. Khoảng 14h15 thì chỉ số VN Index chính thức test ngưỡng 1260 điểm Sau đó có điểm vòng lên và kết phiên thì đóng cửa nhẹ nhàng ở vùng 1260 Đó thì đấy là kết thúc một cái phiên giao dịch như vậy xong à, đó thì uh, đến uh, kết thúc uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai Thì cũng sẽ search một cái từ khóa tiếp theo 129 1259 Kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì hùng tiếp tục có những cái đánh giá về xu hướng của thị trường, xu hướng của thị trường. Ờ, trong đó đánh giá lại kịch bản của phiên giao dịch ngày thứ hai và có dự báo về cái mốc của VN30 thì dự kiến là cái mốc ở 1370 điểm của phiên ngày mai sẽ khó giữ và xu hướng có thể tính toán cái mốc hỗ trợ của VN30 trong phiên giao dịch của ngày thứ ba đó là vùng 1360 điểm. Thì tại vì sao mà chúng ta lại tập trung phân tích hai cái mốc hai cái chỉ số này, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh thì đấy là những cái chỉ số mà nó liên quan trực tiếp đến các cái hoạt động hoạt động gọi là long short của phái sinh và đấy là một cái hoạt động mà mang lại những cái lợi nhuận cho chúng ta. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phân tích rất là sát cái bộ đôi chỉ số này. Thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây là ngày 18 đúng không ạ? Bắt đầu ngày 18 và đến đây là kết thúc ngày 18. Thì ông có dự báo về cái khả năng của cái biên test ở vùng 1370 điểm thì rất là may mắn đó là trong phiên giao dịch ngày thứ thứ ba thì chỉ số VN30 của chúng ta test cực kỳ khỏe, tức là nó không về đến vùng 1360 và nó chỉ test quanh ở biên 1370 đấy thôi. Đó thì chính vì vậy nên nó đã chuẩn bị sẵn một cái cái kịch bản về các cái mốc test hỗ trợ ở vùng 1370 và sau đó vùng 1360. Còn đối với phái sinh thì dự kiến sẽ test lại ở vùng ở đây Uh, dự kiến sẽ test lại vùng 1360 điểm Và nếu như cái vùng 1360 điểm này bị phá Thì uh, nó sẽ đi đâu Đó cái câu chuyện là chúng ta luôn chuẩn bị sẵn những cái bản như vậy Thì chúng sẽ chuyển sang phái sinh cho anh chị xem đây Đây là phiên giao dịch của ngày 18 Bắt đầu đây là bắt đầu bước vào phiên giao dịch Và đến đây là kết thúc phiên giao dịch Thì uh, chúng ta thấy rằng uh, Trong phiên điểm test sâu nhất của phái sinh ở đây Chính là đây sâu nhất Ở vùng 1361.5 điểm Tức là nó lệch so với cái điểm số mà ông phân tích dự báo về cái xu hướng test cung của phái sinh ở đây Nó chỉ suýt soát có một điểm rưỡi thôi các anh chị Như vậy là cực kỳ là sát Và kết thúc phiên giao dịch ở đây thì điểm số của phái sinh đang có một cái điểm cầu long lên và cùng với thời điểm đó, cùng với thời điểm đó thì cũng có dự báo về cái khả năng của VN Index trong phiên giao dịch ngày thứ ba. Đó là sẽ quan sát hỗ trợ đây này, đây này, dự Đấy, lực sọc của phải chưa kết thúc nên phiên ngày mai sẽ quan sát hỗ trợ vùng 1.250 điểm và sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 1.235 đến vùng 1240 thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây vn ba uh, phái sinh của, uh, vn index của chúng ta đây trong phiên giao dịch ngày 18 chính là phiên giao dịch của ngày thứ ba thì từ điểm này đến điểm này chính là điểm của một phiên giao dịch kết thúc của một phiên giao dịch các anh chị thì cũng đã dự cái biên test của vn index tức là cái lực sọc khi đó thì cũng có đánh giá rằng là cái kết thúc cái phiên giao dịch của của phiên ngày thứ hai đầu tuần ấy, thì dự kiến là cái lực sọc của VN Index nó chưa hết chính vì vậy nên là chúng ta sẽ quan sát cái biên test và trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chúng ta thấy rằng lúc đó khoảng tầm 10 uh, 13 giờ 15 phút test cung sâu nhất đấy test cung sâu nhất ở vùng 1.249 điểm xích soát ở vùng 1.250 điểm ở đây các anh chị và sau đó thì chỉ số này tiếp tục có một cái pha xu hướng đi ngang thì trước khi mà bắt đầu một phiên giao dịch mới thì Hùng luôn có những cái đánh giá luôn có những cái đánh giá đấy các anh chị và những cái đánh giá đánh giá này là lúc này là vào 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 nó kết thúc phiên giao dịch ngày đầu tuần thì Hùng tiếp tục chuẩn bị những cái kịch bản tiếp theo cho phiên giao dịch của tiếp theo và sau đó thì Hùng có tiếp tục đánh giá các cái nhóm ngành trụ này bờ lưu vừa thì có FPT, Novaland, giao dịch tốt gì, BM, BMP. Các cái nhóm ngành cao su xây lắp cùng với đó nhóm ngành thép và nhóm ngành P thì đánh giá rằng PLX rất là khỏe. Nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán. <laughs> nhóm ngành chứng khoán, đó, những cái nhóm ngành mùng tiếp tục có những cái đánh giá. Rồi tiếp tục cũng sẽ tìm một cái từ khóa 1368 1368 đó là đó là uh, kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 5. Uh, kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 5 thì Hùng tiếp tục có những cái đánh giá về uh, đánh giá về, về 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 gọi là về thị trường chung này, về các cái động thái bán ròng hay là như thế nào đấy của nhà đầu tư nước ngoài này. Rồi uh, có phân tích một cái ý về cái dư nợ margin và có một cái thông tư mới uh, sẽ có hiệu lực và sẽ bổ sung một cái Uh, lượng uh, tỷ lệ mặc cực kỳ lớn Như thị trường trong cái thời gian sắp tới Cho nên là cái câu chuyện là Thị trường của chúng ta đang giao dịch 20k tỷ Và có khả năng sẽ nâng lên 25.000 tỷ Và 30.000 tỷ nó sẽ là một con số Trong tương lai gần, theo ông Lê nghĩ là như vậy Và bộ 3 Chỉ số chung của thị trường thì cũng đã có Những cái đánh giá trong phiên giao dịch ngày thứ ba Là được test khá là nhẹ nhàng Và cùng với thời điểm đó thì ông vẫn Ông dự báo tiếp tục Cho một cái biên hỗ trợ của VN30 trong phiên giao dịch của ngày thứ tư đó là chúng ta sẽ lấy cái biên 1370 đến 1375 để có thêm à 1385 để có thêm định lượng đối với chỉ số VN30. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trong phiên giao dịch của ngày 19 đấy, ngày 19 thì Hùng lấy cái biên ở đây chính là biên 1370 đến 1385. Và các anh chị nhìn thấy là chỉ số VN30 đã có một cái điểm giao dịch cực kỳ tích cực và mẫu chốt vấn đề, mẫu chốt vấn đề đến từ trong phiên giao dịch của ngày thứ tư của chúng ta ở đây, đó là có một cái điểm cắt của vn30 chính thức uh, break nền chính thức break nền đây các anh chị điểm cắt ở đây nó break lên thoát khỏi cái kênh 1385 của chúng ta ở đây đó chính là những cái vùng kháng cự rất là rất là dài đây đó và kể từ đây thì với sự hỗ trợ của nhóm banh và nhóm trụ thì chỉ số vn30 đã bắt đầu một cái trend long rất là đẹp đó thì Ờ, hùng đã 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 chuẩn bị một cái kịch bản về cái mốc 1385 của chúng ta. Đó nếu như một break cái nền uh, 1385 mà mà bị phá thì thị trường chung tiếp tục xác nhận cái xu hướng uptrend. Còn đối với chỉ số phái sinh thì trong phiên giao dịch ngày mai đó là ông lấy biên 1360 đến 1380 để phân tích xu hướng phái sinh trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Đây thì các anh chị có thể thấy trong phiên giao dịch của ngày thứ tư chúng ta sẽ mở cái biểu đồ phái sinh thì cũng có lấy cái biên 1360 và 1380 đây, 1380 chính là cái kháng cự của nó ở đây và 1360 chính là hỗ trợ ở đây. Thì chúng ta tiếp tục lấy và mẫu chốt vấn đề của phái sinh nó cũng đến trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Khi mà à, nó có một cái điểm test cắt ở đây cực kỳ đẹp ở đây. Đây chính là cái dấu hiệu để nhận diện rằng phái sinh của chúng ta tiếp tục một à, một uptrend. Đó. Ok các anh chị, và cùng với thời điểm đó thì Hùng có đánh giá thêm cả chỉ số VN-Index ở đây các anh chị. Đó. Và uh, dự kiến theo Hùng thì phiên ngày mai sẽ chạy trong biên ngắn ở vùng 1249 điểm đến vùng 1255 điểm. Đó. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ tư. Đó, thì chúng ta thấy rằng VN-Index của chúng ta đây thì cũng có đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản ở vùng 1249 và đến vùng 1255 điểm đó chính là những cái biên để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng của thị trường và mẫu chốt vấn đề nó cũng đến à, từ trong phiên giao dịch ngày thứ tư một cây nến xanh ở đây break nền bay ra khỏi vùng 1255 điểm và nếu như à, cái mốc 1255 điểm bị phá thì à, sẽ xác nhận xu hướng long trở lại của thị trường và cùng với thời điểm đó thì uh, VN Index của chúng ta bay mốc 1.255 điểm, phái sinh của chúng ta bay mốc 1.380 điểm và VN30 hội tụ ở vùng uh, cũng bay luôn cái vùng 1.385 điểm là một cái xu thế uptrend. Đó thì sau đó thì Hùng có đánh giá đấy, cái cái đánh giá này của Hùng là 21 giờ 24 phút ngày 18 tháng 5. Thì chuẩn bị kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 5 thì Hùng đã chuẩn bị sẵn một cái kịch bản đề ra cho anh em của chúng ta trong đó, trong phiên giao dịch ngày tiếp theo đó ví dụ như vậy đó na sau đó ông tiếp tục đánh giá này nhóm xe lắp này nhóm thủy sản thì chúng ta có những cái mã cổ phiếu nào có thể chiến đấu được nhóm việt theo nhóm thép nhóm p nhóm banh và nhóm chứng khoán và trong cái phiên đáo hạn hợp đồng tháng 5 đó ví dụ như vậy thì hùng lại tiếp tục tìm cho các anh chị một cái từ khóa 1395 ba À, để chúng ta nhìn thấy rằng là Một cái tuần giao dịch á, Là nó có rất nhiều Rất nhiều những cái yếu tố Về mặt kỹ thuật Chứ chúng ta không thể một cái bản tin phân tích tuần Mà chúng ta có thể nói lên được hết tất cả Mọi uh, cái diễn biến của thị trường Thì hoàn toàn tương tự như vậy Tức là kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư Thì để chuẩn bị cho cái phiên đáo hạn của hợp đồng phái sinh Chúng ta tiếp tục đánh giá Cái mốc hỗ trợ sâu Của VN30 ở vùng 1395 điểm Phái sinh ở vùng 1395 95 điểm và VN Index ở mốc 1255 thì cái mấu chốt vấn đề là mốc của phái sinh của VN30 phải chốt chặn lại được trên vùng 1395 điểm đây chính là mấu chốt của vấn đề mẫu chốt vấn đề nằm ở đây thì trong cái phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng phái sinh thì chúng ta thấy rằng đây chính là phiên của ngày 20 tháng 4 đây à 20 tháng 5 đấy các anh chị cả một phiên sáng thì chỉ số của chúng ta à, chỉ số của chúng ta đi ngang ở trong một cái biên hẹp ở 1410 14 1405 đến 1410 và sau đó thì nó có một điểm sọt test khá là nhẹ nhàng ở đây và điểm sọt test này vẫn không bị phá vỡ 1395 điểm của Hùng đã phân tích đây là mấu chốt vấn đề để sau đó thì điểm long đã quay trở lại và điểm bật long đã uh, break vùng 1.000 ở đây, 1.140 điểm để đưa chỉ số VN30 về mốc cao nhất trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh. Cùng với thời điểm đó thì chúng ta có nói đến chỉ số VN30 ở vùng trong cái phiên ngày 20, có nói đến vùng 1.395 điểm của phái sinh ở đây, à của VN30 đây các anh chị và các anh chị cũng để zoom to lên chỗ này, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Trong phiên này thì phái sinh à VN30 test đến đâu ạ? 1396,23 điểm tức là nó xích soát 1.395 điểm đúng không anh chị Và nó xích soát đến cái mốc hỗ trợ của ông Lê phân tích Và đây là cái mốc hỗ trợ và đây là mấu chốt vấn đề Và kể từ đây thì phái sinh ở à, VN30 bắt đầu long quay trở lại Và nó có một điểm test cung không gãy ở vùng 1.400 điểm ở đây Đây chính là mấu chốt để phái sinh bắt đầu hình thành một trend long kỹ thuật và đóng cửa điểm số cao nhất ở trong ngày kết thúc ngày 20 còn đối với, với phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng chưa có đánh giá các anh chị bởi vì hôm nay là thứ sáu đúng không ạ chúng ta có bản tin tuần chính vì vậy nên là chúng ta sẽ uh, bắt đầu để đi phân tích những cái dữ liệu của thị trường đó và uh, liên tục ở trong phiên thì cũng có phân tích sps shs bvb đó một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục cập nhật trong thời gian vừa qua. Thì như vậy dùng view uh, qua cho anh chị, chúng ta mất một cái khoảng thời gian như vậy để chúng ta có thể nhìn thấy rằng là thị trường của chúng ta luôn luôn biến động và những cái biến động đó thì nó là các cái hàm ngữ biểu mà để hàng ngày chúng ta cần phải phân tích, đánh giá để định lượng các cái đường đi tiếp theo thị trường. Ok. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ bước vào một cái trend view rất là nhẹ nhàng và ngắn gọn một số các cái mã cổ phiếu của thị trường Vịnh hiện tại thì theo Hùng là nó chưa đạt và khả năng sẽ test lại ở vùng 117.2 ở uh, Vinhome uh, Vinhome khá là tốt trong tuần vừa qua khi mà chỉ số này đã lấy lại được cái vùng uh, hỗ trợ của nó ở đây 100 ở uh, trong ngắn hạn thì Vinhome có thể đi về vùng vùng 105 trong tuần tới thì khả năng cái mốc 105 là ok còn cái câu chuyện là sau khi mà nó vươn lên 105 và nó có cái target lên vùng 110 hay không nữa thì chúng ta sẽ Uh, tiếp tục có thêm những cái đánh giá tiếp theo uh, Đối với mã cổ phiếu VRE đến thời điểm hiện tại Thì theo Hùng là nó cũng đang gặp lại những cái vùng hỗ trợ tương đối ổn định và tương đối tốt ở đây rồi Thì uh, trên cái vùng ổn định này thì uh, các anh chị của chúng ta đang cầm nắm Đang cầm nắm thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái vùng uh, Đây các anh chị này, vùng 29, nếu không nhầm là vùng 29, uh, 29 đến khoảng vùng 30 Ok thì uh, bản thân VRE trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một sóng xuống ở đây thì chúng ta cũng chỉ có đề cập đến những cái sóng hồi rất là nhỏ và hiện tại những cái sóng hồi này. Đó thì nó cũng chỉ uh, đang hình thành một cái nền tích lũy đây và chúng ta cần thêm những cái thời gian để đánh giá về VRE. Uh, bia Sapico thì hỏng rồi, à không biết có hỏng nhỉ. Cũng cơ bản hỏng, bây giờ là nó đang quay lại test lại nền ở đây này, nó đang quay lại test nền 150, gãy 150 thì coi như là hỏng thật. À, phân tích một số các cái mã cổ phiếu của họ Vinamilk, Vinamilk thì uh, trong uh, một cái kịch bản phân tích sóng xuống thì các anh chị đã quá rõ rồi. Hùng dự kiến ở vùng 85 đến vùng 87 và một tuần vừa qua thì Vinamilk đang đóng cửa trên cái vùng này như vậy là tương đối khá là tích cực và kỳ vọng ở vùng uh, vùng này thì Vinamilk sẽ uh, có thể tích nền tạo đáy và có một cái lực bật ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia Vinamilk ở góc độ t cộng, các anh chị nhá góc độ t cộng. Ở GTN đến thời điểm hiện tại đã bắt đáy được chưa? Thì theo Hùng là cứ từ từ, chúng ta sẽ quan sát bởi vì nó đang có một cái vùng hỗ trợ 16.5 ở đây. Khá là ok và dự kiến thì khả năng sẽ có điểm test ở 16 và Hùng sẽ chờ khi mà cổ phiếu này có tín hiệu đảo chiều thì sẽ có khuyến nghị để chúng ta chiến đấu VLC đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã rơi về cái vùng nền hỗ trợ khá là sâu rồi và đang chờ đâu đó khoảng quanh kỳ vọng ở quanh vùng 27 27 28 ở đây thì VLC sẽ À, xây nền à, tích lũy lại ở đây phân tích à, các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không gồm có Vdc thì đến thời điểm hiện tại là trên bản tin tuần thì các anh chị có thể thấy đây là VDC của chúng ta đã à, trượt dài trên một cái con dốc và đã trượt ra hẳn khỏi vùng 115 thì đến với đến với thời điểm hiện tại và VDC thì Hùng đang phân tích một cái sóng xuống một cái sóng xuống ở đây một cái sóng xuống và vùng hỗ trợ như vậy là VDC đã rơi về một cái vùng hỗ trợ cũng tương đối mạnh ở đây Đó là vùng 110 à, Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật thì vẫn đánh giá rằng nó vẫn đang nằm ở trong một cái đang trend dài Và trong một cái downtrend dài thì nó chỉ có những cái lực hồi phục kỹ thuật ở đây Và sau đó cái lực cầu không đủ mạnh thì nó lại bị xả tiếp Chính vì vậy VDC tại thời điểm này thì chúng ta à, nhanh chân lẹ mắt Để nếu có bắt thì chúng ta sẽ bắt ở góc độ T cộng ở cổ phiếu HVN nó cũng nằm ở trong một cái kênh xu hướng tổng thể nó là đang là đao chen Thì đây cũng là những cái nhịp phục hồi ngắn các anh chị có thể nhìn thấy đấy Sau những cái nhịp phục hồi ngắn thì thông thường là cổ phiếu sẽ bị đạp tiếp Và phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì HVN có một cái điểm tích cực hơn Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý ở vùng 26 Trường hợp nếu vùng 26 này bị phá thì đấy là một kịch bản không thực sự tốt của HVN Uh, rồi, cổ phiếu ACV. ACV đến thời điểm hiện tại thì xu hướng chủ đạo vẫn đang đi ngang ở quanh vùng 70 thôi. AST như vậy là ST đã rơi về đến cái vùng uh, dự báo uh, về gần suy soát vùng dự báo đó là vùng hỗ trợ 45 thì sau đó thì AST đã có hai cây nến xanh bật lên tương đối là mạnh. Tuy nhiên khi bật lại thì nó lại gặp lại cái vùng kháng cự ngắn của nó ở đây thì khả năng nếu đẹp thì nếu mà cổ phiếu mà đẹp và khỏe á, là nó chỉ chỉnh giảm về không gãy ở khoảng vùng 48 ở đây thì nó hợp lý Còn nếu mà vùng 48 gãy thì nó lại có xu hướng quay về test lại cung cầu ở cái nền đây là nền 45 và nó sẽ xây nền ở đây Thì sẽ cần thêm những cái thời gian để chúng ta tiếp tục đánh giá à, Trong số các trụ thì BVH là một cái trụ kém nhất đến thời điểm hiện tại đó là nó bị thất bại ở cái vùng à, Thất bại ở vùng hỗ trợ 57.5 Đó 57.5 và sau cái vùng thất bại này thì cổ phiếu này đang có xu hướng đi xuống đang có xu hướng đi xuống ở nhìn lực cầu thì khá là yếu và khả năng cao thì theo hùng thì khả năng là nó sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 60 thôi còn chưa chưa thể bật chưa thể bật mạnh được Mansan Mansan sau những cái cây nến hai cây nến tăng tương đối mạnh và ổn định thì Man San ở thời điểm là có đánh giá cái lực cầu phục hồi kỹ thuật của Man San ở đâu đó khoảng vùng 95 đến vùng 97. Nếu mà chúng ta từ một tìm một cái từ khóa Man San ví dụ như vậy. thì nó đâu đó ở cái ngày 14 tháng 5 à. Đây, ngày mùng 10 tháng 5, chính xác là ngày 10 tháng 5. Thì tại thời điểm đó là có đánh giá về một cái lực phục hồi ngắn hạn và hiện tại đang ở cái vùng 95 97 đấy các anh chị này. Và nhìn cái hình ảnh đồ thị đây các anh chị có thể nhìn thấy. Đó là cái thời điểm mà nó đang xây ở một cái nền tích lũy khá là ok ở đây, bắt đầu có dấu hiệu vượt nền. Đó, và từ cái thời điểm đó thì Manzan đây chính là cái thời điểm này, đây chính đây chính là đây các anh chị. Và chúng ta xây lên vùng 105, sau đó trên bản tin tuần thì có nói đến cái khả năng test lại cung ở quanh 105 để có thể uh, đi về lại vùng target 115. Thì uh, trong tuần thì Manzan đã vẫn chưa thể cán được cái mốc target là 115 và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng 111.5 đây là cái điểm chốt chặn của san để có thể định lượng uh, Marsang có thể vượt thoát vùng 115 và sau đó thì có những cái phân tích tiếp theo MML uh, trong một cái góc độ tổng thể thì có nói đến cái câu chuyện là uh, đi nó đang đi ở trong một cái kênh kỹ thuật ở trên trang kỹ thuật tuần uh, tuy nhiên trong tuần vừa rồi thì MML cũng đã uh, trả lại hết tất cả những cái cung cầu tức là về mặt thực tế trong cái bản tin tuần có phân tích là xu hướng cao thì MML sẽ có thể đạt được ở cái vùng target ở đây đó là ở vùng 65 ở uh, trên trang kỹ thuật tuần và nó trả lại cung thì những điểm trả cung này của MML khá là ok về vùng 57.5 như vậy là khá là tốt rồi uh, MSR đối với MSR thì trong các cái phân tích định lượng ngắn ở đây kháng cự của em này ở vùng 20 và hiện tại thì nó đang đi về vùng hỗ trợ khá là tốt ở vùng 18 các anh chị có thể quan sát ở vùng 18 này và có thể cơ cấu bắt đưa T cộng M chính thức là đã đạt target vùng 150 trên 150 trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh và trong phiên ngày hôm nay thì cái câu chuyện là nó trả cung đấy là điều đương nhiên à, vì sao bởi vì trong một cái phân tích kỹ thuật khi một cái cây nến nó 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 bất thường như này ấy, thì thông thường là chúng ta nên chốt bớt và bản thân thì cái target 150 của một theo Hồng Lê nó cũng là một cái điểm mà chúng ta cần chốt còn sang tuần tới, MBKB sẽ có những phiên giao dịch ở quanh vùng 145, chúng ta sẽ quan sát ở mốc này để chúng ta có thêm đánh giá. PNG là một mã trụ thành công, phải khẳng định là như vậy. Nếu những anh chị nào mà đã mua PNG theo những cái phân tích của ông Lê thì đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định là thành công. Bởi vì từ những cái thời điểm mà PNG ở vùng 60 60 đấy các anh chị là đã bắt đầu phân tích một sóng lên của PNG. Và đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang phân tích một sóng lên, chưa phân tích một sóng xuống. Đó, đây là một sóng xuống này, phân tích một sóng xuống này. Đó, còn đây là đang phân tích một sóng lên. Và sóng lên này thì trong tuần chúng ta có nói đến một cái điểm chốt uh, kỹ thuật của nó ở đây, ở vùng 93.5. Và chính thức và chính thức thì phiên ngày hôm nay PNG đạt target tuần ở uh, ở cái vùng giá kỳ vọng mục tiêu của chúng ta 100 trên 100. Uh, trong tuần tới uh, sau uh, khi mà cổ phiếu break cái target này ấy, thì nó sẽ có những cái điểm test lại tạo lại cung ở đây và sau đó thì cũng sẽ uh, có những đánh giá để chúng ta đi xây một cái target tiếp theo của png ở trong thời gian tới và trụ này là một trụ thành công kể cả trụ Manshan cũng là một trụ thành công của chúng ta uh, BMP là tạm thời thì trong nhóm ngành uh, nhựa thì cũng sẽ phân tích uh, lọc ra hai cổ phiếu để phân tích đã để chúng ta dành thời gian để chúng ta phân tích những cái nhóm ngành khác hiện tại đang khá là tốt rồi à, uh, thì bình minh hiện tại là chúng ta sẽ lấy ở vùng 56 và biên kháng cự ngắn đâu đó ở vùng 58 tức là nó sẽ đi uh, vòng vo ở trong cái biên này trước khi mà nó hình thành nên một cái xu hướng tiếp theo điểm trừ của bình minh hiện tại là cầu nó đang khá là là thấp khá là thấp uh, đối với cổ phiếu uh, baona baona um, xu hướng uh, về đánh giá xu hướng hiện tại xu hướng hiện tại thì nó cũng sẽ chưa thể bật mạnh được đâu anh chị chưa thể bật mạnh được đâu khỏe thì cổ phiếu bao na sẽ có những cái điểm test ở quanh biên 15 còn nếu mà yếu hơn thì bao na sẽ đi về lại biên ở đây biên 14 đến 14 3 ở đây để nó tích lũy lại nền để tích lũy lại nền ở là một cái mã cổ phiếu blue chip vừa trong những cái phân tích về mặt định lượng đó thì di rất là hay À, bản thân ở thời điểm à, khi mà Di ở vùng 52 thì cũng đã có phân tích những cái điểm trả cung của Di ở 52 Các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ Ở vùng à, bản tin chắc khoảng bản tin 152, 152, 153 gì đó Và sau đó thì đưa target của Di lên khoảng vùng 57 cộng đến vùng 58 à, Sau một cái lực chốt nhẹ nhàng thì có phân tích lại cho các anh chị ở vùng hỗ trợ 54 Và từ vùng này thì Di đã bắt đầu có một lực cầu tốt và phiên ngày hôm qua đã khá là ok ở phiên ngày hôm nay thì di test tương đối đẹp như thế này là test cực kỳ đẹp và trong phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì chúng ta sẽ lấy cái mốc ở khoảng vùng 57 uh, sâu nhất có thể ở khoảng quanh vùng 57 để chúng ta có thêm những cái định lượng về những cái điểm test cung của di ở thời điểm hiện tại thì đang mường tượng một cái kịch bản di sẽ là một mã cổ phiếu blue vừa sau khi nó kéo vượt vùng 48 à 58 thì nó sẽ mở trên kỹ thuật ở đây đang kỳ vọng một cái câu chuyện như vậy và có mở trang cái tuần hay không thì cần thêm các cái dữ liệu của tuần mới để chúng ta đánh giá duy là một mã cổ phiếu rất là hay và đã khuyến nghị trong team để chúng ta đầu tư à, một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ FPT thì đến thời điểm hiện tại là FPT chính thức chính thức đạt mắc trong nhịp phân tích tuần đó là vùng 90 đến vùng 92 Thậm chí nó lên vùng 95 nhưng target tuần chúng ta chỉ nói đến FPT ở vùng 90 đến vùng 92 và nó đạt mắc ở 92. Sau khi mà cổ phiếu này không có test không gãy ở vùng cung 84. Thì như vậy sau khi mà cổ phiếu này đã đưa về được cái target này thì một số anh chị lại hỏi bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì không sao cả. À, sau một cây đến tăng mạnh như này thì chúng ta sẽ lấy lại vùng 93 đến vùng 95 sẽ là biên test kỹ thuật của PN à, của FPT và kỳ vọng. Kỳ vọng anh chị. Từ vùng biên này thì FPT tiếp tục sẽ có một cái lực đánh để đưa về vùng giá 100. FPT sẽ còn có những cái dữ địa đó. À, và ngược lại à, nếu như mà FPT bị mất vùng 90 tức là giá chặn lãi, chặn lãi ở vùng 90 là chúng ta sẽ bán. Đó. Chúng ta hành động theo xu hướng của cổ phiếu. Chứ chúng ta không chống lại xu hướng của cổ phiếu các anh chị. DGVK cũng hay rồi. Đó tốt rồi. Như vậy là chính thức là trong tuần. Thì DGVK cũng đã hoàn thành. Cái vùng giá mục tiêu cũng đặt ra ở đây. Đó là quanh vùng 134. Và nó mạnh hơn. Nó đã lên được vùng 140. Và hiện tại thì đã có một cái điểm trả cung. Thế mà về mặt kỹ thuật. Thì nó vận động, vận hành theo một cái trạng thái một cái trạng thái bình thường của cổ phiếu thôi tức là sau khi mà nó đã lên được như này thì thông thường theo một cái sự vận động thông thường thì nó có thể nó sẽ test lại quanh 132 đến khoảng vùng 130, 136 đó là cái biên mà DigiWorld sẽ đi ngang ở trong cái vùng này trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo rồi chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp các anh chị, à chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu CMG nữa. ở à, CMG đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có gì yếu tố đột biến đâu các anh chị. đi ngang ở quanh vùng 35 và vùng này không gãy thì có thể có một đến hai cây nến có thể đưa về lại target 37. À, nhóm ngành xây lắp à, hiện tại thì vẫn chưa có những cái dấu hiệu khởi sắc trở lại mà do một số các cái yếu tố về mặt kỹ thuật ví dụ như là giá nguyên liệu đầu vào thì tăng cao, chính vì vậy nên là các cái công ty của nhóm ngành xây lắp dự kiến là sẽ gặp khá là khó khăn ở trong cái quý 2, tức là quý tiếp theo của thị trường ở đây, tức là từ vùng tháng 3 đến khoảng vùng tháng 6. Thì Novaland đến thời điểm hiện tại đã đạt được cái mốc cao target cao nhất ở vùng 140 và theo Hùng thì ở vùng này thì cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu có những cái sự phân phối. Cô Tây Công sau khi về tay của người sinh nó về tay người sinh thì uh, mọi thứ nó không được thuận lợi mọi thứ nó không được thuận lợi các anh chị uh, bởi vì um, khi mà người sinh thay thế người việt nam á thì nó có rất nhiều các yếu tố các anh chị biết rồi đó uh, nói nôm na là việt nam là nói một làm hai và nói hai làm một tức là nói ở bụi này thì làm ở bụi kia nhưng đối với à, những cái nước tư bản và đặc biệt như là Singapore với một cái nền và phát triển khá là tốt như vậy thì họ sẽ rất khó để làm việc với các đơn vị của Việt Nam và chính vì cái câu chuyện khả năng là như vậy theo theo như Hùng nhìn nhận khách quan là như vậy đúng không ạ ví dụ như cùng ngôn ngữ Việt Nam cùng am hiểu với nhau cùng văn hóa vùng miền nói một cách đơn giản là ví dụ như anh ở vùng miền Trung thì anh làm việc ở vùng miền Trung rất là ok nhưng mà có thể anh bay ra khỏi cái đất miền Trung anh sẽ làm việc à sang một cái vùng khác để anh chiến đấu là tự dưng anh bị ao ra khỏi cuộc chơi đấy là câu chuyện rất bình thường và đặc biệt là nhóm ngành xây lắp nó đặc biệt um, theo nhung được biết thì nó phụ thuộc khá lớn đến các cái mối quan hệ anh em đó nên là cũng căng đấy không đơn giản đâu à, tất nhiên với một cái góc độ sinh thì người ta sẽ tiếp cận ở một cái góc độ văn minh hơn đó là có thể về những cái chiến thuật về những cái công nghệ người ta sẽ đưa vào để người ta xây lắp người ta đưa vào những cái bộ máy để người ta tiết giảm được những cái chi phí nhưng đấy là một câu chuyện dài khi một ông sinh về với ông Việt Nam đó ví dụ như vậy đúng không ạ một cái câu chuyện rất thực tế mà hùng đã chứng kiến đó là Sapico về với tay người Thái và chỉ có từ đấy đến bây giờ là chỉ có ngắp ngoài thôi không có làm ăn được cái gì cả đấy Việt Nam cho thêm một cái thông tư cấm uống bia rượu ống uống bia rượu phạt 40 triệu thế là chết rồi đấy đó khó lắm chơi Việt Nam không chơi được đâu đó thì cô Tết Công đến thời điểm hiện tại khả năng cao thì nó sẽ có những cái điểm đánh hình trình ở quanh vùng 50 chưa ăn được các anh chị vẫn còn khó khăn HTN HTN ở đây Bản tin tuần thì cũng đã có nói với các anh chị rồi vùng 39 vùng này thì nên à, nếu mà bị gãy là phải bán anh chị nha Ngắn hạn thì về 35 phiên này thì có sự phục hồi vì vậy nên là các tài khoản mà đang cố cầm lại thì chú ý giúp ngưỡng 35 nếu 35 mất thì cũng là phải tính đoán Uh, HDC đến thời điểm hiện tại thì theo như quan điểm của Hùng nó đã có uh, khi mà có phân tích ở đây thì có đề cập đến cho các anh chị cái vùng hỗ trợ 38 đến thời điểm hiện tại thì không còn điểm mua nữa. Và ở cái vùng này, ở cái vùng này ai có hàng vùng 46.5 đến khoảng vùng bảy chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Hà Đô thì cũng đang kỳ vọng là uh, sẽ đi cùng với uh, con HDG. À HDC. Bởi vì hai con này thường chạy song hành với nhau và Hà Đô thì cũng có đánh giá cho các anh chị rồi ở vùng 37 ở đây và target đầu tiên mà chúng ta xây ở đây là 42.5. Đến thời điểm hiện tại thì hai tuần Hà Đô đang đi khá là hẹp ở trong cái biên hỗ trợ của nó đây các anh chị 40 và 42.5. Phiên nay thì suýt soát break được nhưng với cái lực cầu hiện tại và với ý đồ đánh hiện tại thì theo Hùng là khả năng Hà Đô sẽ có một cây nến đè đè gãy cái điểm này để tiếp tục đi lên và với Hà Đô thì các anh chị cứ cầm nắm tiếp Hòa Bình, HBC, HBC đến thời điểm tại cũng rất nhiều anh chị em đang nắm và cái mối quan tâm ở thời điểm này là cái kênh cái xu hướng kỹ thuật của Hòa Bình sẽ đi về đâu. Thì theo Hùng khả năng nó sẽ đi về quanh vùng 15. Ờ 15 và đang đang có một đang có một cái đang có một cái 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 cái, cái, cái xu hướng là nó sẽ hình thành một cái sóng xê chỉnh ở đây. Và cái sóng sẽ chỉnh này nó sẽ đến nếu như về bản chất là khi cổ phiếu này mất vùng 15 thì nó đã có mầm mống của cái sóng thế chỉnh rồi. Thì chúng ta sẽ chú ý hòa bình để chúng ta tránh cái sóng thế chỉnh trước mắt. VCS ở thời điểm hiện tại đó có đánh giá ở vùng hỗ trợ 87 87.5 anh chị. Ở cái vùng hỗ trợ 87.5 này thì chúng ta có đánh giá và uh, những cái đánh giá này của về mặt hỗ trợ kỹ thuật của nó thì đang khá là tốt, tạm thời chúng ta sẽ ao cái Zalo. Tí nữa chúng ta sẽ mở sau. Để chúng ta sẽ tránh hình như là có vẻ là cái chip nó đang đang có vấn đề. Rồi ok, VZ thì chúng ta đã đề cập đến cái vùng kháng cự 93 và trong tuần thì VZ cũng đã có một cây giao dịch tương đối là tốt và với xu hướng hiện tại Uh, tuần tới thì VZ sẽ có những cái điểm test ở quanh vùng 93 ổn định thì sẽ nâng cái target của em này lên vùng 100 tức là về lại cái vùng đỉnh cũ ở đây các anh chị. Đạt Phương đến thời điểm hiện tại đã tốt chưa? thì uh, về cơ bản là trong phiên ngày hôm nay một cái lực cầu tương đối tốt của Đạt Phương gần một triệu cổ phiếu. Và chúng ta nhìn vùng hỗ trợ 34, biên test của nó ở vùng 35 đến vùng 36 Kỳ vọng ở đây nó sẽ có một cái lực phục hồi T cộng ở đây Và T cộng này thì nó ở về vùng 38 đến khoảng vùng 39 Các anh chị uh, canh chốt nếu cổ phiếu đảo chiều xu hướng Ở uh, CRE thời điểm hiện tại đang khá là tốt uh, CRE thì có phân tích một cái nhịp uh, bắt đâu đó từ khá là thấp ở dưới này khoảng vùng 30 và đưa target của CRE lên mắt Đến thời điểm hiện tại là vùng 42 Những cái điểm test cung không gãy ở vùng 4X Thì đang đưa lên target cuối cùng à, Không phải là cuối cùng nhưng hiện tại Đến trên bản tin tuần của nó là vùng 45 à, C2 đến thời điểm này Ngon chưa các anh chị Bắt đầu thấy thơm thơm rồi Và cái câu chuyện là C2 đang à, Có những cái tín hiệu kỹ thuật xây nền Ở vùng 19 đến vùng 19.5 Đây sẽ là vùng mà dự kiến chúng ta sẽ à, Canh để chúng ta bắt bắt thăm dò và chờ chờ một cái điểm đẹp đẹp ở đâu đó tức là sau một cái điểm nó cày bừa vòng vo vò ở đây thì cuối con đường này thì đang kỳ vọng có một cái điểm lên đây và khi mà chúng ta thấy rằng cái cơ hội của chúng ta chín chúng ta có những cái vị thế gom rồi ok đến đoạn đấy anh em chúng ta đâu họ dô bắt à, lcg như vậy là lcg chúng ta hãy nhìn lại như thế này bản thân thì lcg cũng có đánh giá vùng hỗ trợ đây này có một cái điểm đánh giá hỗ trợ đây đó là vùng 12.5 thì trong tuần trong tuần là LCG bị mất vùng 12.5 và nó đi test về một cái biên sâu hơn ở đây đó là biên 11.5 đến biên 12 à, thì với kịch bảng của LCG thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ nắm và trong phiên giao dịch tuần tới thì LCG sẽ tả cung sẽ tả ở cái điểm này đó sẽ tả đi điểm này nếu như mà nó ổn định được À, có một cây nến kết tuần trên vùng 11.5 thì ok Tức là cái cơ hội để LCG có thể phục hồi ở đây là ngon lành à, Nếu mà nó không giữ lại được nôm na, là không giữ lại được cái vùng biên này Thì à, nó sẽ chỉnh tiếp Và đấy là cái thời điểm mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải SL vị thế DRH Cũng đang kỳ vọng một cái điểm phục hồi T cộng của nó ở đây trong tuần thì nó có những cái điểm phá biên nhưng mà uh, sau đó thì nó là nó lại lấy lại được biên đó là biên 9.8 đến biên 10.3 và phiên kết tuần thì tương đối là ok như vậy thì uh, trong uh, phiên giao dịch thứ hai và thứ ba tuần tới chúng ta sẽ uh, quan sát những cái tín hiệu tạo nền của nó ở đây quanh vùng 10 uh, kháng cự ngắn hạn của nó ở đây quanh 11 và khi có tín hiệu thoát break nền 11 thì chúng ta sẽ đóng điểm mua hết còn ngược lại nếu mà những cái tín hiệu Uh, kỹ thuật của nó ở dưới này mà bị mất thì cái cái xu hướng cái xu hướng anh chị nhé khi mà những cái vùng này mà mất, mất thì nó sẽ có xu hướng uh, về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn của nó ở đây đó là vùng 8 đến vùng 8.5 uh, Shell, lúc này cũng rất nhiều anh chị em quan tâm đến mã cổ phiếu Seo thì đối với Seo hiện tại thì cũng đang đánh giá một cái vùng ở vùng 9 và cái cách đi hiện tại của Seo thì nó đang cạn cung như thế này là tốt này đó thì ở vùng 9 chúng ta sẽ quan sát thêm và sâu hơn thì chúng ta sẽ phải chấp nhận ở một cái vùng ở đây, đó là vùng 8. Nói chung là nôm na ở đây thì cái vùng 8 đến vùng 9 ở đây là 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 gọi là gì ạ, gọi là uh, nôm na là cái vùng hỗ trợ gần đây rồi thì chúng ta sẽ quan sát để chúng ta phân bổ cái dòng tiền. Đó, uh, phân bổ cái dòng tiền để chúng ta um, săn bắt những cái điểm về mặt hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây trong những cái phiên mà phái sinh short đúng không ạ? Uh, đất xanh ngon chưa anh chị? Cũng bình thường. Đó nhiều người cũng quan tâm và vùng hỗ trợ thì cũng đánh giá ở vùng 23 và kháng cự ngắn ở vùng 25 đánh ở trong một cái biên ngắn như vậy LDG đến thời điểm hiện tại thì cũng cần có thêm những cái dữ địa về mặt thời gian để nó tích lũy lại gom góp lại ở vùng 605 đến vùng 6.8 những cái điểm kỹ thuật sâu hơn của ldg thì có thể tính toán ở khoảng vùng 6.2 À, như vậy là ldg thì nó đánh cũng khá là dễ đánh đây một sóng lên một sóng xuống một sóng lên một sóng xuống thì nôm na à, nôm na là khả năng dự báo thôi các anh chị nhé dự báo nôm na sẽ có một sóng lên từ vùng 6 ở bên này đó thì đây là cái vùng mà gần hỗ trợ rồi vì vậy chúng ta sẽ à, tổ chức chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt đáy ở những cái thời điểm hiện tại đó đánh chứng khoán vui đúng không ạ rất là vui thế thôi nó không như vậy thôi à, idc EDC cũng là một mã cổ phiếu mà có đánh giá những cái lực hồi phục kỹ thuật của EDC từ vùng giá 32 và đến thời điểm hiện tại thì đang có những cái dấu hiệu ngấp nghé có thể đánh vùng uh, vượt thoát vùng 36 và dự kiến khi thoát vùng 36 thì chúng ta sẽ có target ở vùng 40 mạnh hơn thì đâu đó ở khoảng vùng 42 đây là cái vùng mà chúng ta lại mang hàng ra chúng ta làm gì các anh chị chúng ta mang hàng ra chúng ta chốt được chưa VPG tuyệt vời uh, một mã cổ phiếu mà có bắt một cái nhịp uh, sổ số ở à, đến thời điểm hiện tại thì gần như các cái target nó cũng khá là thành công rồi Và đang dự kiến một cái target tiếp theo của nó ở đây ở khoảng vùng 40 trên bản tin tuần suy sát đạt và vùng 38 thì đang có những điểm tích lũy đẹp như này Thì khả năng cao là vùng 40 sẽ hoàn thành ở trong tuần mới ờ, à, KDH KDH thì uh, target mà đưa đến cho các anh chị đó là vùng 38 Và trong tuần cũ thì nó suy soát đạt được ở vùng 30 37 chấm 37 chấm mấy ạ? 37 chấm mấy đây à, chính xác là đạt đạt luôn đạt luôn vùng 38 và sau đó thì kết phiên thì nó không giữ lại được thôi không giữ được vùng 38 và nó đã có một phiên test kỹ thuật ở à, một cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây thì nó về lại vùng uh, vùng 35 đến vùng 35.5 sau đó có một cây doji rút lên khá là đẹp hai phiên phục hồi xu hướng sẽ đánh lại vùng 38 vượt thoát được vùng 38 chúng ta sẽ nâng target lên vùng 40 của KDH Ở NRC có đánh giá có đánh giá cái vùng ở đây đó là vùng 20 đến vùng 20.6 đó là vùng hỗ trợ vùng hỗ trợ nhưng mà vùng này thì đã bị thất bại ở trên bản tin tuần và tuần này thì nó đi về vùng 18 nôm na là chúng ta vẫn Uh, đi tức là đang đang đi dò lại đang đi dò lại một cái điểm tạo đáy tạo nền của NRC và con NRC này thì chắc chắn là sẽ đi theo nó đi theo nó để chúng ta dò tìm đến cùng cái vùng giá mục tiêu mà có thể đánh giá được uh, sau khi mà chúng ta uh, phân tích được một cái tín hiệu hồi kỹ thuật của nó ở đây thì lúc đó chúng ta sẽ mở các cái điểm mua tăng tỷ trọng thêm ngắn hạn thì NRC sẽ uh, ở vùng 18 và nó có thể phục hồi đi quay trở lại đây đó là vùng 20.6 sau đó thì nó sẽ đổ lại và những cái nhịp đổ lên đổ xuống này thì sẽ là những cái nhịp mà để giúp cho Hùng nhận diện được cái xu hướng tạo nền của cổ phiếu ở một cái điểm nào đó. Ở hồ U4 vẫn dành một cái sự quan tâm đặc biệt đối với em này vẫn trong biên hỗ trợ 15, cứ chạm 15 là bật lên khá là tốt. Và dự kiến thì có mức điểm hỗ trợ sâu hơn của hồ U4 ở vùng 14 ở đây tức là có thể nó sẽ có những cái điểm trả cung về vùng 14 và vùng 14 vẫn chốt chặn được vẫn giữ được như vậy rất là ok để chúng ta có thể chiến đấu. hu u4 rồi nhóm sẽ lắp tạm thời như vậy các anh chị chúng ta sẽ phân tích sang nhóm cổ phiếu p điểm qua nhanh uh, cổ phiếu gat <laughs> gat thì cũng đã có nói rồi Ở nhìn trên một cái kênh xu hướng tổng thể thì gat đang đi vào một cái xu hướng downtrend và trên cái downtrend đó thì nó có những cái nhịp hồi. Đây các anh chị, đây là một cái nhịp hồi kỹ thuật. Sau đó test lại này. Thì nó test lại ở đây thì nó đã test lại uh, khá là sâu và test lại đúng cái biên hỗ trợ 80. Ở trong phiên ngày hôm nay thì chạm 80 có một cái lực bật lên nhưng mà lực bật này thì chưa thực sự là khỏe nên là uh, có thể ở đây nó chỉ là những cái lực bật T+ thôi. Còn xu hướng uh, theo như hùng nhận định thì xu hướng khả năng gas sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu. Đó, hỗ trợ sâu của gas đó là khoảng vùng 75 và sâu hơn ở đây thì có thể là vùng 72. Thì về đến cái vùng này thì gas mới bắt đầu tích lũy tạo nền ổn định ở đây và có thể hình thành một cái sóng lên ở bên này. PLX tuyệt vời, đúng không ạ các anh chị? Vùng uh, 49 đến vùng 50. Đây bắt đầu phân tích một cái nhịp sóng hồi và lần lượt đưa cái target uh, của, uh, của 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 PLX và chính thức là PLX hoàn thành target 56 trên 56 trên bản tin phân tích tuần trên bản tin phân tích tuần thì với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PLX như này nó chưa thể tăng luôn được đâu à, khả năng thì sang phiên thứ hai nó sẽ có những cái điểm test trả lại cung mà nó ổn định ở trên vùng 56 thì chúng ta có thể xây target lên vùng 58 thậm chí là vùng 6x và về đến cái vùng này thì chúng ta lại làm gì các anh chị chúng ta lại mang hàng ra mà chốt khả năng về đến đây nó lại quay đầu chỉnh giảm đó và với những anh chị em đồng hành cùng với Hùng Lê thì chúng ta luôn có sẵn những cái kịch bản tốt như vậy đó tốt như vậy để chúng ta chiến đấu uh, pet ở đây như thế nào các anh chị pet thì uh, nó nó đảo chiều nhanh lắm đấy rất may là ở uh, <laughs> cái thời điểm này uh, rất nhiều những anh chị hỏi mua nhưng bảo lời không mua nó được đâu đó nó đội vào 23 ba này nó lại đạp lại và trong kịch bản tuần thì cũng có dự báo đạp về đến 24.21.4 thôi nhưng mà đạp phát về nền luôn thì về nền như thế này thì pet nó lại uh, cái thằng này nó rất nhanh Đấy, nó một hai phiên xong nó lại nhoàng ngái T3 nó lại lên đến khoảng vùng 22 đó xong đó là các anh chị em mà hưng phấn đó rồi ôm ở vùng 22 thì nó lại đạp nhát nó lại về nền tức là pet ở thời điểm hiện tại như vậy thôi ở P nhát, phiên nay có một cây tăng trần và sau một cái cây này thì cũng sẽ cần thêm cái thời gian để đánh giá nhưng nôm na ở ngắn hạn thì cũng đã nhìn thấy một cái điểm hỗ trợ khá là tốt ở vùng 5.65 của PXS ở đây rồi và thậm chí là có thể chúng ta có thể lấy cái vùng 5.5. Đấy, vùng này. Có khi ngon này đấy. Vùng 5.5 đó thì cái vùng này có thể xem quan sát những cái biên hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây và kỳ vọng thì bắt đầu từ vùng này thì PS sẽ có một cái lực cầu quay trở lại để xây đáy tạo nền ở vùng này ở PVS ở trong tuần thì gần như không có quá nhiều các dư địa và chủ đạo vẫn đang đi ngang ở biên hỗ trợ 20.8 ở đây À, trong tuần nó có những cái điểm mà uh, sọc thọ, sâu hơn nó là về vùng gần 20 nhưng mà sau đó lực cầu quay trở lại ngắn hạn thì uh, PVS cũng chưa nhìn thấy có nhiều cái động lực và anh chị em mà có hàng quan sát quanh quanh vùng 20. 20 mà giữ được thì cầm. Không giữ được thì có thể chốt. À, đối với PVD uh, phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên phục hồi khá là với của PVD. Và trong xu hướng ngắn hạn thì Hùng đánh giá rằng khả năng nó sẽ quay về test lại vùng 18 trước khi mà nó hình thành một cái xu hướng mới tiếp theo. Cổ phiếu PVT thì trong lúc này nó cũng đang đánh những nhịp tương đối khá là ngắn ở đây. Các anh chị này khá là ngắn đúng không ạ? Hỗ trợ 15.7 và có thể kháng cự ngắn của nó ở đây nôm na ở khoảng vùng 10, 17 mấy ở đây, 10, 10, 16 mấy ở đây này. Thì cứ đánh ngắn như vậy thôi còn chưa chưa có nhiều cái động lực đâu. BSR <laughs> hiện tại và dự kiến thì BSR sẽ quay về test lại cung ở vùng 13 năm đến vùng 14. À, lực cầu của phiên ngày hôm nay tương đối là tốt, vậy thì chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh giá à, cái vùng hỗ trợ 13 13 13 đây, 13 năm đến vùng 14 trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới. Ai cũng về cái vùng hỗ trợ ngắn và một số anh chị có hỏi ông có mua được không thì bây giờ chúng ta cứ thăm dò từ từ thôi. Ví dụ như vùng 11 chúng ta đặt 100 cổ phiếu 11.2 chúng ta đặt 100 100 cổ phiếu 11.3 chúng ta đặt 100 cổ phiếu 11.5 chúng ta đặt 100 cổ phiếu. Ví dụ như vậy và chúng ta cứ gom gom như vậy. Đó thì thì cái mức độ là ví dụ sau T3 chúng ta lỗ thì chúng ta lỗ rất là nhẹ nhàng để chúng ta có thể xử lý. Còn ngược lại nếu sau T3 mà oi mà đúng xu hướng thì như vậy chúng ta mua thêm. Đó. ờ BSR OI Uh, POVK thì chính thức ở trong tuần là POVK thủng vùng 12 thủng vùng 12 các anh chị và khi cổ phiếu thủng vùng 12 thì cái xu hướng xu hướng là nó sẽ về vùng hỗ trợ sâu hơn thôi đó là cái đương nhiên của cổ phiếu và vùng hỗ trợ sâu hơn của POVK hiện tại ở vùng 11 đến vùng 11.3 và cần thêm thời gian để đánh giá uh, cái xu hướng tạo nền uh, của POVK ở vùng này rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi sang nhóm cổ phiếu gọi là nhóm cổ phiếu vua uh, Nhóm cổ phiếu đã làm nên lịch sử và nhóm cổ phiếu đã giúp cho thị trường uh, của chúng ta có một cái uh, Một cái uptrend, một cái uptrend rất là mạnh mẽ đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán Và trong tuần vừa qua thì banh và chứng khoán là hai cái nhóm ngành mà có thể nói là Trụ cột, trường cột của thị trường để giúp cho ở phái sinh có một phiên đáo hạn hợp đồng cực kỳ thành công mỹ mãn ở một cái chen long và cái phiên trước đó là phiên giao dịch của ngày thứ tư là một vùng nước. Thì đối với Vietcombank ở thời điểm hiện tại thì nó cũng không có nhiều cái dư địa về mặt kỹ thuật các anh chị và đâu đó thì 94 hỗ trợ và nó một hai cây lòng vòng long lên ở vùng 97 98 và sau đó là sọt xuống thôi. Vietcombank nó là một mã cổ phiếu giữ chỉ số thôi. Uh, bit ngày hôm nay một phiên giao dịch tương đối thành công và tích cực với một lực cầu gấp 3 lần trung bình mốt phiên. Như vậy đây là một cái phiên nó khá là bất thường của bit chính vì vậy nên là các anh chị lưu ý vùng chặn lãi của bit ở vùng 43.5. Bit sẽ có thể có những điểm uh, test cung kỹ thuật về lại đây vùng chặn lãi 43.5. Bit sẽ có những điểm test ở lại đây thì uh, chúng ta kỳ vọng bit ở góc độ như thế nào? Tức là kỳ vọng là ông này cả một cái thời gian vừa qua tất cả các con banh là lăn đùng ra xe lăn đùng ra tăng thì ông này ông chỉ đi ngang và những cái nhịp sọc ngắn thì bây giờ là kỳ vọng là bit còn những cái điểm múa thấp chính vì vậy nên tạo lập sẽ đánh bíp ở cái nhịp cuối của sóng banh đó 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 chúng ta kỳ vọng của các đội như vậy thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 43.5 của bit ACB ok chưa nào ACB như vậy là ACB trong uh trong trong bản tin tuần đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 38. Chính xác là như vậy các anh chị. Trong bản tin tuần chúng ta đề ra mục tiêu là 38 thì đã đạt 38 trên 38 và phiên ngày hôm nay thì nó không đóng cửa ở vùng cao nhất. Tuy nhiên nó vẫn giữ được ở biên 37.3. Quan sát biên 37.3 và 38 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo trong cái tuần giao dịch mới. Ờ uh, MBB MBB đến thời điểm hiện tại chúng ta có những cái đánh giá như thế nào thì chính thức là MBB cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu. Đó là vùng 34.5 và biên test của MBB cho phép ở đây là vùng 34 đến vùng 34.5, biên này không gãy thì xu hướng MBB sẽ đánh tiệm cận về khoảng vùng 37.5 đến vùng 38. Mạnh hơn trong nhịp này có thể đánh về vùng 4x. À, tuy nhiên cái câu chuyện là về 4x thì cứ từ từ đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta tuần tới Chúng ta sẽ đánh giá MBB ở vùng 34. Sau đó có một cây nến xanh đẹp đẽ, gọn gàng, nhẹ nhàng lấp lại cái gap nó tạo ra trong phiên ngày hôm nay thì đó là thời điểm mà chúng ta sẽ nâng target của MBB lên vùng 37.5. Và hiện tại thì MBB đang tương đối là tốt, anh chị chúng ta cứ tiếp tục nắm. Ở à, VPBank, VB VIBank VB làm nên một cơn sóng thần và đến thời điểm hiện tại thì cơn sóng thần này chưa kết thúc. Vì sao? Thứ nhất, đó là vùng 63 chốt chặn chặn lãi ở vùng 63, vùng 65 này đã được kích hoạt và vùng này thì vẫn đang rất là ok. Cả một tuần VIBank test cung không gãy vùng 65 và phiên kết tuần thì lực cầu tiếp tục duy trì ổn định. Như vậy thì cái xu hướng là VIBank sẽ đánh về vùng 70. Rồi sau khi mà nó đánh được về đến uh, vượt thoát để về được đến vùng 70 rồi thì khi đó chúng ta sẽ uh, có thêm những cái phân tích tiếp theo về cái target ở khoảng vùng 75 nếu có. Uh, Techcombank cũng là một cái hiện tượng Gọi là Techcombank cũng là một cái hiện tượng uh, Trong cái thời gian vừa qua uh, Khi Techcombank uh, liên tục uh, phá những cái vùng target về những cái vùng kháng cự Và đến thời điểm hiện tại thì Techcombank chỉ cách target tuần tí tẹo nữa thôi Cách có 0,3 nữa thôi là về đến cái target tuần của chúng ta 52 À, thì về kỹ thuật ngắn hạn à, sang tuần tới thì VIP à, à, Techcom, Techcom sẽ à, các anh chị sẽ lưu ý vùng 50 sẽ là vùng chặn lãi. À, trường hợp nếu như em này cứ nhẫn trên vùng 50 cộng, ok, chúng ta sẽ cầm. Nếu bị chốt ở vùng gãy vùng 50, chúng ta bán để chúng ta chốt để chúng ta giữ lãi lại. Đó, vòng chốt bao nhiêu thì tùy các anh chị, chúng ta có thể phân bổ ở trên danh mục của chúng ta. TP TPBank ở trong Ban ở trong bản tin phân tích tuần thì chúng ta có uh, dự báo một cái xu hướng mở trend kỹ thuật ở tuần cũ là cũng có phân tích rồi. Những điểm test cung không gãy ở vùng 31 ở đây thì kỳ vọng nó sẽ kéo một cái cái một một, một cái nhịp nữa lên đến đây. Uh, ta em dự kiến vùng 34 và trong tuần thì cũng đã có uh, những điểm gần suy sát đạt được vùng 34. Thì sang tuần tới vùng 32.5 sẽ là vùng chốt chặn chặn lãi nếu trường hợp như em này mất 32.5 Ok các anh chị mang hàng ra chúng ta chốt bởi vì về mặt lý thuyết là TP Bank cũng đã có một cái lực phục hồi ở đây tương đối là tốt chính xác là TP Bank đã phục hồi từ cái vùng đây là vùng 27 các anh chị từ vùng 27 là vùng khùng có đánh giá vùng hỗ trợ này của TP các anh chị có thể xem lại tất cả các bản tin phân tích tuần nó sẽ nằm mãi ở trên kênh YouTube đúng sai gì nó cũng sẽ nằm hết ở trên đó không có gì phải lo cả HD Bank cũng chính thức ở trong tuần hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 32 trên 32 trong một phân tích tổng quan của sóng lên về nhóm banh à, và cái target mắc của em này dự kiến có thể đạt được đó là vùng 33 thì trong phiên uh, tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của HD Bank ở quanh cái vùng này để chúng ta có thêm những cái định lượng à, khi mà test cung test cầu ổn định xong rồi á thì khi đó thì chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái target tiếp theo của HD Bank nếu có rồi SHB À, trong một cái nhịp phân tích ở đây thì có đề cập đến cho các anh chị vùng hỗ trợ 23 và vùng này nó đã không bị phá chính vì trong tuần cũ thì SHB đã có ba phiên giao dịch tương đối thành công và tuần giao dịch mới thì đã đẩy SHB lên vùng 30 cộng và sau đó thì nó đang hình thành một cái biên tích lũy ở đây là vùng 28 vậy thì cái mốc 28 này nó có vai trò như thế nào đây là cái cái, cái vùng gọi là vùng bờ vùng này là vùng chặn lãi thì nếu như cổ phiếu mà bị mất 28 ok chúng ta bán vui vẻ bán mà bán bán như thế nào đó thì tùy đó nhưng nếu như cổ phiếu mà không gãy vùng 28 thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái kịch bản đó một cái kịch bản anh hiển anh hiển mít mọi người không biết là vì sao lại gọi anh hiển mít nhưng anh hiển chắc người bé bé nên mọi người hỏi anh, anh hiển anh hiển mít anh hiển là nhất lẽ nhì lùn đó mà anh hiển nó thấp thấp như thế thì anh cũng đánh kinh khủng lắm rồi, ok, khá là tốt, bác Hiển rất là ok Sau đại hội cổ đông của SHB thì SHB đã tăng Như vậy là chúng ta vote cho bác Hiển một phiếu Tiếp tục ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, đúng không ạ? Khá là ok rồi Liên Việt Post Banh, Liên Phong Bank Liên Việt Postbank đây rồi Thì Liên Việt Postbank Banh cũng đã hình thành một, chúng ta phân tích một cái sóng lên của Liên Việt Postbank Banh Lần lượt cán Target 22 hai. Và trong bản tin tuần thì chúng ta đang dự kiến target 25 và nó đã đi được mắc lên đến khoảng gần vùng 24. bốn à, với tín hiệu kỹ thuật hiện tại à, chúng ta sẽ lấy cái điểm chốt chặn ở đây của nó là 22.5 để làm điểm tì và nếu trường hợp như mà cổ phiếu này bị vi phạm mà mất vùng 22.5 Ok vui vẻ chúng ta mang hàng đã bán không mất 2.5 Ok chúng ta sẽ chờ ở vùng 25 STB cũng là một uh, mã cổ phiếu mà chúng ta đang phân tích một sóng lên và một cái sóng lên này thì cũng uh, gần về đến đích rồi. Đó. cái uh, target tuần chúng ta đề ra ở vùng 3x và trong phiên ngày hôm nay thì nó đi lên được vùng 29.8 như vậy là chỉ có cách 0.2 nữa thôi. 0.2 nữa thôi thì nó lên đến vùng 3x. Và một số anh chị có hỏi là bây giờ STB thì cổ phiếu này đang phân phối hay như nào thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở đây để chúng ta đánh giá về bản thân nếu mà phân phối thì cổ phiếu này sẽ mất vùng 28 và như vậy chúng ta sẽ lấy vùng 28 là vùng chặn lãi Đó uh, nếu như mất vi phạm vùng 28 chúng ta sẽ chốt chúng ta chốt bằng hết thì thôi chưa mất thì chúng ta sẽ chờ uh, em uh, em út bé bỏng BVB của chúng ta ngày hôm nay thì uh, mọi người nói vui là thanh niên dậy thì Uh, sau khi mà BBB đã có một điểm đánh break nền cực đẹp đó tức là trong phân tích kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng một cái cây nến nho nhỏ bé bé xinh xinh để đánh break vùng 16 nhưng không nghĩ là một cây nến như này tức là cây nến này là nằm ngoài cái uh, cái cái phân tích dự báo của ông Lê và bản thân thì nó cũng đã có một cái lực cầu mà có thể nói là gấp gấp 2,5 lần, 2,5 lần trung bình. Uh, những cái phiên giao dịch gần đây ở tầm độ khoảng 5 triệu cổ phiếu như vậy là một cái phiên giao dịch cực kỳ đột biến về khối lượng. Và với một cái phiên bất thường như vậy thì chúng ta sẽ chờ lại uh, cổ phiếu này có những cái điểm test lại quanh vùng 16.5, khỏe thì 16.5, sâu hơn thì khoảng vùng 16. Trước khi có những phân tích định lượng về dự báo xu hướng tiếp theo của em này sẽ ở vùng 18 hoặc là vùng 20 của BBB, nhịp này thì rất là đẹp rồi. Và BBB thì mình có nói rồi BBB và VCI nó là hai anh em Nên là các anh chị cứ cầm nó đi ở ờ, VCI nó đánh như vậy Thì BBB chẳng có nhẽ lại không đánh được về vùng 2X Thậm chí là không cẩn thận lại kéo về vùng 3X Chết dở Đúng không ạ VCI đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu bắt đầu có những dấu hiệu về mặt phân phối về mặt kỹ thuật ở đây các anh chị lưu ý vùng giá 75 đến khoảng vùng 76.5 đây là vùng mà theo cảm quan theo cảm quan cảm nhận của ông Lê thì đây sẽ là vùng mà chúng ta sẽ canh chốt. Canh chốt bởi vì bản thân trong bản tin phân tích tuần thì ông đã có nói đến một cái target của nó ở vùng 75. Và như vậy thì cổ phiếu đạt được target này và nó đang đi ở khá là uh, khá là biến động mạnh ở quanh như vùng này thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ nhẹ nhàng chúng ta sẽ uh, chốt hàng theo quan điểm kỹ thuật là như vậy. Rồi HCM như vậy là HCM đã có điểm test nền tương đối thành công test break 34.5 trong tuần thì tín hiệu kỹ thuật của nó như thế này là tích cực và tuần tới uh, nếu như cổ phiếu này vẫn giữ được trên vùng 36 cộng thì uh, chúng ta sẽ đưa cái target của này lên vùng 38 còn nếu vùng 36 cộng bị mất thì chúng ta có thể chốt lại bớt uh, SSI như vậy là SSI cũng uh, trong tuần thì chính thức là em này cũng đã có một phiên dồn tiền để đánh lại uh, đánh break và trong phiên ngày hôm nay thì đã đi về cái vùng kháng cự bổ nick và vùng này thì nó không giữ được xu hướng ngắn hạn nó sẽ test lại cung ở quanh vùng 38 các anh chị sẽ quan sát ở quanh vùng test cung này SHS cũng chính thức là đã break vùng kháng cự và đạt được cái target tuần ở vùng 32.5 và trong phiên này hôm nay thì SHS cũng bị hụt hơi hôm nay hụt hơi thì nó cũng đúng thôi bởi vì là nó sẽ phải test lại, nó phải test lại anh chị, nó phải test lại. Biên test của nó ở vùng 32 32.5 đối với SHS. À, MBS sau khi chia cổ tức thì MBS đã có một cái trend lên kỹ thuật khá là đẹp, vòng có đánh giá về khả năng nó sẽ có những điểm test cung lại quanh vùng 22. À, về ngắn hạn trong phiên tuần tới thì các anh chị có thể quan sát ở quanh biên biên 23.5 biên này mà bị phá thì chúng ta sẽ cho phép test lại vùng 22 và vùng 22 sẽ là vùng giá chặn lãi của uh, MBS và có thể có kỳ vọng ở vùng 22 hai này thì MBS sẽ có thể có một cái nhịp đánh tiếp ở uh, mắc lên đâu đó ở khoảng vùng 26 đến khoảng vùng 28. Các cái vùng mua thì cũng không còn khuyến nghị. Uh, nếu có thì chúng ta sẽ canh những cái điểm mà cổ phiếu này test kỹ thuật thôi. Uh, CTS ở đây, CTS ở đây xem nào, CTS ở đây phiên ngày hôm nay thì đầu phiên giao dịch khá là tốt nhưng cuối phiên thì tụt dốc. Uh, thì ngắn hạn thì CTS cũng có thể kỳ vọng đánh về khoảng vùng 17.2 đến khoảng vùng 17.5. FTS ở trong thời điểm hiện tại thì rất là khỏe rồi của nhóm ngành chứng khoán uh, cán luôn cái target tuần ở vùng 25. Và dự kiến thì nó sẽ đi lên khoảng vùng 28 Và FTS thì đã có một cái trend kỹ thuật tương đối là ổn định Ok, target này thì FTS có thể đạt lên đến vùng 28 đó các anh chị Và về đến vùng này thì có thể là sẽ bắt đầu phân tích một sóng xuống của FTS Đó, bắt đầu chúng ta lại phân tích một cái sóng đỏ xuống quay trở lại, lại AS là một con pen của của nhóm ngành chứng khoán à, Không sao cả Ở vùng hỗ trợ 8 Và hiện tại thì nó đang đánh lại vùng 9 đến vùng 9.2 à, Chúng ta cần thêm có những cái lực cầu uh, Tương đối khỏe và mạnh uh, Để đánh vượt thoát vùng uh, 9.2 Với lực cầu trên 2,5 triệu cổ phiếu Thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục uh, Phân tích một cái sóng hồi tiếp theo Tức là nôm na là chúng ta sẽ đẩy cái target của AIS lên Còn đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn để uh, Cái target của as ở quanh vùng 9 đến vùng 9.1 Các anh chị nhé Uh, BVS uh, trong tuần thì cũng đã có một cái điểm đánh tương đối là tốt và đối với BVS thì các anh chị nhớ cũng có phân tích cho các anh chị ở vùng cái 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 biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20. Uh, biên kháng cự ngắn ở đây đó là biên 22 và trong tuần thì cổ phiếu này đã vượt cái kháng cự 22. Thì khi vượt kháng cự 22 rồi thì nó sẽ có xu hướng đánh lên vùng 24. Rồi, vượt vùng 24 thì có thể đánh lên vùng 26 thì lần lượt là chúng ta sẽ uh, căn cứ các cái Uh, tín hiệu kỹ thuật của tuần thì khi đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng thêm anh chị VX VX thì uh, có phân tích rồi đó là tổng quan của VX nó đang nằm ở trong một cái đao chen ở cái đao chen này thì trong một cái đao chen thì nó có các cái nhịp hồi đây là một nhịp hồi sau đó đây một nhịp sóng xả thì đây có một cái nhịp hồi và khả năng cái nhịp hồi này thì nó cũng đủ tới ba thôi và nó sẽ xả tiếp đó, thì chúng ta nhìn ở đây, nhìn một cái góc độ tổng thể thì VX đã tăng từ vùng 5 lên đến tận vùng 40 Tức là nhân 8 lần tài khoản Và với cái việc nhân 8 lần như vậy thì cái câu chuyện là VX bị chốt nó là đương nhiên thôi Và nó không chốt từ từ mà nó cứ chốt dần dần như vậy Thì chúng ta sẽ hạn chế bắt VX ở thời điểm này các anh chị nhé Theo Hùng là như vậy, hạn chế bắt trong một cái downtrend VND à, tương đối là tốt và đến thời điểm hiện tại thì VND đã hoàn thành target tuần à uh, 45 trên 45 và dự kiến thì nó sẽ có những cái điểm test ở quanh 43.5. Uh, điểm test này ổn định không gãy thì uh, sẽ nâng target của PVD lên vùng 5x và sẽ uh, có những thêm những cái đánh giá của PVD ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng mới lên sàn thì hùng không phân tích các anh chị uh, và nó cũng đang tốt đấy. Ví dụ như là MBS tốt này. NAB tốt này, OCB tốt này. Rồi BSI tốt này, đó thì những cái mã mã này cũng đang khá là tốt ở trong những cái nhóm ngành này thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ không phân tích. Ai quan tâm thì sẽ comment. Ở nhóm thép thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản đến thời điểm hiện tại. Bây giờ nó là Hòa Phát. Thì Hòa Phát cũng chính thức đạt target tuần, đó là vùng 65 ở trên vùng 65 và chúng ta đề ra một cái mốc chặn lãi của nó ở đây, đó là vùng 65 ở Nhóm thép thì xu hướng nó đang bị chốt và chốt thì nó cũng không chốt vội vàng có thể là nó sẽ chốt và nó phân phối dần dần ở Đối với hoa sen thì chúng ta sẽ đề ra ở mốc chặn lãi ở vùng 37 và xu hướng ngắn thì nó sẽ vòng vo ở quanh vùng 37 đến vùng 40 Uh, Nam Kim thì nó sẽ vòng ở trong biên mươi uh, 29 năm đến khoảng biên 32 và ở trong cái biên này thì chúng ta có thể quan sát thêm nếu trường hợp mà cổ phiếu này bị mất biên 29 29.5 thì chúng ta cũng có thể xác nhận là chúng ta sẽ bán sẽ bán cổ phiếu sẽ bán cổ phiếu ra chặn lãi đó TLH thì uh, TLH là dự kiến có thể đi được lên đến vùng 22 nhưng mà như thế này thì khả năng là khó rồi khó là không đi được nữa Và cái vùng chặn lãi của TLH ở vùng 18 tức là cổ phiếu vi phạm mất vùng 18 mà chúng ta có thể bán Và phiên ngày hôm nay chính là một phiên mà TLH vi phạm vùng 18 nên đấy là cái tín hiệu mà để chúng ta có thể bán cổ phiếu ra Ngắn hạn thì TLH có thể chỉnh lại về quanh vùng 16.5 Uh, TVN thì có phân tích rồi Vùng chặn lãi của TVN đó là vùng 15.5 chính là điểm này Khi mất ở vùng này thì chúng ta bán Ngắn hạn thì TVN có thể có những cái điểm đánh hỗ trợ sâu hơn Tức là nôm na có thể nó có, có những điểm sọc sâu và nó, nó kéo lên uh, Thì uh, thập sâu ở vùng hỗ trợ 13 và có thể kéo lên ở đây là được khoảng vùng bao nhiêu đấy 15 Nôm na là trong cái biên ngắn như vậy POM thì uh, POM đó chặn lãi vùng 18 và mã cổ phiếu POM thì các anh chị có thể nhớ có thể xem lại những phân tích uh, bản tin tuần khi hùng có nói đến cái vùng 20 là vùng kháng cự tại sao chúng ta phải chiến đấu ở vùng này ạ? Vùng này chúng ta mang hàng ra chúng ta chốt. Đó, mọi người bảo là ông này ông ấy chém như thánh. <laughs> Nhưng mà đúng thế các anh chị, đây này chúng ta nhìn thấy mắt thấy tai nghe và những cái phân tích của hùng là phân tích sớm. Đó chứ không phải là khi cổ phiếu chỉnh như thế này thì mới nói đâu Nói trước rồi Còn con nào nữa nhỉ Còn con nào à, VGS Đó ví dụ như VGS chẳng hạn Đúng không Thì đã, đã, đã cảnh báo trước cho cả nhà cái vùng 24 Có đấy Và vùng 24 này không nên mua nữa Mua xong thì tòm 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 đi xuống đây rồi thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại là nó đang mất vùng 20 và xu hướng mất 20 thì nó có thể nó sẽ kéo về lại đâu đó vùng 18 18.5 ở đây. Chúng ta chú ý. Rồi nhóm thép xong. Như vậy nhóm thép xong rồi thì chúng ta có thể đi phân tích. Bây giờ là 1 giờ 07 phút. Hôm nay mình đi nói khá là nhanh. Thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành khác các anh chị nhé. Rồi, đầu tiên Đầu tiên chúng ta đi phân tích nhóm ảnh Viettel đi nhỉ Đang hay rồi, đang hot rồi VGI đến thời điểm hiện tại Đây chúng ta đang nói đến một cái kịch bản phân tích tạo nền ở vùng 3x Nôm na là như vậy Còn thậm chí sâu hơn chúng ta chấp luôn vùng 26 Thì khả năng cao, khả năng cao Thì VGI sẽ tạo đáy xây nền ở đâu đó quanh vùng Quanh vùng 26 Đó cùng lắm ở vùng hai nhưng mà đây đang 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 dự kiến ở vùng bách và vùng bách này thì nó đang à, khá là ok ctr ctr bây giờ đã bắt đáy được chưa thì cứ bình tĩnh từ từ nhưng mà nhìn cũng đẹp ở đây ctr thì à, đây này nhìn về lịch sử thì chúng ta thấy rằng nó có một cú đạp ở đây và sau đó nó kéo lên rất là mạnh mẽ thì ok cùng lắm thì ông đạp một nhát nữa đi à, cho tôi nhờ mà không đạp nữa thì kéo tiếp Ờ, đó thì đây hiện tại là đang có một cái biên ở đây, biên 71.5 đến biên 75. Ok, có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới nó sẽ có những cái điểm test lại đây. Lực cầu bắt đáy tương đối tốt rồi, tương đối tốt rồi nên khả năng cái điểm mà đạp sâu nó không có. Tất nhiên là chúng ta vẫn cứ phải dự phòng. Đó, quan điểm hùng như vậy, chúng ta phải luôn dự phòng. Ở ờ, những cái điểm phân tích ở những cái điểm mổ sâu đây thì chúng ta sẽ bắt ít ở đây xong đó thì chúng ta sẽ chờ tiếp. Ờ, VTP đẹp rồi, đẹp chưa? Đó, thì thay vì cái câu chuyện là 1 2 3 cái phiên hưng phấn ở đây ở vùng 90 đúng không ạ? Thì uh, trong bản tiến tuần thì có đề cập đến cái vùng hỗ trợ khá là tương đối đẹp ở đây quanh vùng 83.5. Thì nó đi ngang lừng khừng ở đây thì đây là những cái vùng mà chúng ta dự chúng ta thăm dò chúng ta bắt đáy lại và đối với VTP thì đây cũng là những cái thời điểm mà chúng ta có thể bắt đầu thăm dò. Uh, quay trở lại đối với nhóm ngành này. À, nhóm ngành phân bón có BFC như thế nào đây? BFC lực cầu hiện tại đang tương đối là tốt. Ok. Như vậy là BFC đã chính thức mở trend kỹ thuật các anh chị. Trong bản tin tuần thì mình có nói đến những cái điểm test kỹ thuật của BFC ở quanh vùng 23.5 và thậm chí có thể sâu hơn ở vùng 23 thì đây là một cái cây nến cây nến test của BFC tương đối đẹp, tương đối đẹp và với cái cách đi như này thì BFC đã chính thức mở trend kỹ thuật. Mở trend kỹ thuật rồi thì chúng ta sẽ có thể có những cái target tiếp theo của BFC tương đối đẹp ở đây. Vùng 27.5 sẽ là cái đích đến tiếp theo của BFC, sau vùng 27.5 thì chúng ta có thể nói đến vùng 30 23x. Đạm cà mau thì chưa đạt, đạm cà mau thì chưa đạt và hiện tại cổ phiếu này chưa đạt trong các cái điểm về mặt test về mặt kỹ thuật. Thì xu hướng là cổ phiếu này lại đi về lại vùng kháng cự ở đây, đó là Vùng 18 thì xu hướng lại bị đạp lại và test lại ở đây. Đạm Phú Mỹ. Rồi, đạm Phú Mỹ như vậy là cũng test cung cầu thất bại và đến thời điểm hiện tại thì cái lực cầu của đạm Phú Mỹ ở, ở đây khá là thấp. À, với một cái lực cầu khá là thấp như này thì đạm Phú Mỹ sẽ có xu hướng đi ngang ở vùng 18, à, biên 18.5, biên 19 trước khi mà có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Uh, nhóm ngành mía đường đến thời điểm hiện tại thì nó cũng uh, chưa chưa có nhiều yếu tố đột biến QNS thì quan sát ở quanh uh, biên hỗ trợ 38 38 ở đây và biên kháng cự chính là cái hỗ trợ về mặt trung hạn đó là vùng 40, khả năng về đến 40 nó lại có những cái nhịp uh, sọt ngắn ở đây. SBT mía đường thành công thì uh, đó, thay vì những cái phiên mà chúng ta hưng phấn chúng ta mua ở những cái điểm này điểm này đó thì chúng ta dò tìm lại vùng 19 đến vùng 19.5 Ở vùng này thì chúng ta có thể bắt thăm dò Và chúng ta phòng thêm điểm ở vùng 18 Tức là có thể điểm sâu hơn rồi có thể có thể dự toán ở vùng 18 LSS đến thời điểm hiện tại là đi nó đang đi vào một cái kênh xu thế downtrend Nên là các anh chị đang cầm LSS thì canh những nhịp hồi và chúng ta thoát LSS ở thời điểm hiện tại Nhóm ngành càng biển có phân tích ma mã cổ phiếu HAH Uh, phiên nay thì hh đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó là đạt về target 3 x và khi về đến vùng 3 x thì các anh chị nhớ trong bản tin tuần chúng ta có vẽ một cái uh, một cái mũi tên ở đây một cái mũi 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 tên ở đây để nói đến cái việc là cổ phiếu có thể test uh, có thể test uh, gọi là gặp 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 kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ bị uh, chỉnh giảm về mặt kỹ thuật ở đây GMD đang xây lên target ở vùng 4X Và trong tuần thì nó đi lên được cao nhất ở vùng 39.7 Tức là nó cũng chỉ cách cái target thiết kế của Hùng ở đây nó chỉ có 0.3 nữa thôi Thì về mặt xu hướng là khi cổ phiếu tiệm cận đến vùng kháng cự thì nó sẽ bị đội đầu Bị chốt Thì xu hướng của về, của GMD đã bị chốt ở trong phiên này À, thì với phiên chốt này thì nó cũng chưa thực sự là xấu à, Có thể chúng ta sẽ quan sát lại ở quanh vùng 37.5 Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích thêm Cổ phiếu VSC là một mã cổ phiếu rất là hay Đã có những khuyến nghị phân tích đầu tư của VSC từ vùng giá 48 48 Và trong bản tin tuần cũ thì cũng có phân tích cho các anh chị cái bản mã cổ phiếu này rồi và sau đó thì có những điểm test cực đẹp ở vùng 50, ngắn hạn thì nó sẽ đánh về khoảng vùng 54 đến khoảng vùng 55 và về đến vùng này thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây VSC nó từng có một cái trang kỹ thuật đánh các anh chị có thể nhìn thấy đây nhìn thấy đây từ vùng 25 nó đánh một phát lên vùng 60 đội tạo lập của VSC cực kỳ happy và như vậy thì trong cái trang kỹ thuật này thì sẽ kỳ vọng là VSC cũng sẽ đánh ngon lành và chúng ta sẽ có ăn à, nhóm ngành nhóm ngành cao su các anh chị chúng ta sẽ phân tích qua nhóm ngành cao su gồm có mã cổ phiếu GVR À, đối với GVR thì trong một cái bản tin tuần cũ nếu mà anh chị nào mà nhanh chân lẹ mắt là cũng đã chốt được một cái nhịp ở đây này gần cái vùng kháng cự 28 và sau đó thì cổ phiếu chỉnh giảm lại những cái điểm chỉnh giảm này thì GVR đang tích lũy tạo nền lại trên vùng 24 cộng là tích cực và kỳ vọng ở vùng này thì cổ phiếu lại tiếp tục quay về lại vùng kháng cự nó về lại kháng cự thì lại mang hàng ra mà xả về hỗ trợ đây này hỗ trợ đây mua này hỗ trợ đây mua này hỗ trợ đây mua này đó, vùng này mua này mua này mua này uh, phr uh, phr đang uh, đang dự kiến cho một thế trận đánh con này dự kiến cho một thế trận đánh con này nên là chính vì vậy nên là đang căn từng ly một ở đây căn từng 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 level một ở đây uh, đó là những cái level ở vùng 51.3 này Đó, đang dự báo tạo đáy tạo nền ở vùng 50 và sâu hơn có thể là vùng 48 tức là nôm na là những cái vùng này là bắt đầu bắt bắt thăm dò thì cái câu chuyện là khi mà chúng ta dự báo một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nào đó rồi á thì bắt đầu là chúng ta sẽ uh, tổ chức chúng ta bắt ít một thôi bắt ít một thôi nó đi một đi một đi một đi một ngon này đấy phr khả năng cũng đang giống plx đấy kỳ vọng như vậy nhưng không biết là sẽ như thế nào thực tế thì chúng ta cần phải có cổ phiếu chứng minh uh, trong một cái uh, gọi là trong một cái trang kỹ thuật thực tế thì là chúng ta mới đánh giá được là những cái phân tích của chúng ta đúng hay là sai ở DRI trong ngắn hạn thì cũng không có nhiều cái cái yếu tố đâu các anh chị 8.8 là vùng hỗ trợ và vùng khoảng 10 đến vùng 10.5 là kháng cự hôm nay là hỗ trợ chúng ta mua kháng cự hoặc quanh quanh đấy thì chúng ta mang hàng ra mà chốt Uh, VHG đến thời điểm hiện tại cũng là mối quan tâm của rất nhiều anh chị em sau một cái nhịp mà VHG tăng từ vùng 2.1 ở vùng khuyến nghị mua Và lên được cái target 4.5 tức là tăng 100% tài khoản Thì uh, nó đã chỉnh và nó chỉnh về đến lại vùng 2.5 Và đang có khoảng 2-3 tuần đi vòng vo ở trong vùng này Không gãy vùng 2.5 là cái điểm mấu chốt thứ nhất Điểm mấu chốt thứ hai nó có phiên những phiên trả cung ở đây vùng 2.7, Vôn đang cạn rồi và bắt đầu có lực cầu bắt trở lại đối với VHG. Thì uh, quan điểm ngắn hạn là như vậy, với một cái lực bắt này thì chúng ta sẽ tính toán một cái điểm hồi kỹ thuật từ vùng 2.7 về đến vùng 3.5. Sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test cung lại quanh 3 và kỳ vọng ở vùng 2.9 đến vùng 3 này thì lực cầu bắt đầu bắt trở lại để chúng ta bắt đầu phân tích một chen lên và sẽ có thêm những cái đánh giá về mã cổ phiếu VHG trong tuần mới rồi nhóm ngành thủy sản nhóm ngành thủy sản cũng đang rất là hay uh, FMC ok các anh chị như vậy là FMC em có phân tích đây uh, từ vùng 30 sẽ là vùng hỗ trợ đánh lên vùng uh, 33 sau đó trả test lại cung À, nhẹ nhàng đẹp đẽ ở khoảng quanh vùng 31.5 không gãy, như vậy là 31.5 ở đây. Tuyệt vời. À, những cái điểm thả cung này không gãy và trong phiên kết tuần thì chính thức đây là tín hiệu mà xác nhận rằng à FMC tiếp tục đánh. Đó, FMC tiếp tục đánh thì như vậy là đánh về đâu? Đó, sẽ target tiếp theo đánh về vùng 35. Ok. Được. Vĩnh Hoàn VHC rất nhiều những anh chị là đã bán đúng đáy Vĩnh Hoàn luôn. nó cái câu chuyện là chúng ta bị hoảng loạn mà. Chúng ta không thể biết được là cái vùng nào thì chúng ta nên giữ cổ phiếu lại, vùng nào chúng ta nên mua. Thì Vĩnh Hoàn là nếu tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta phân tích Vĩnh Hoàn khoảng tầm 3 tuần nay, 3 tuần nay ở cái vùng hỗ trợ vùng 35.5 và đến thời điểm hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì các anh chị đã nhìn thấy đây ạ, quả ngọt của chúng ta đây rồi. Như vậy là chúng ta phân tích thành công ở một cái vùng hỗ trợ về một cái trang kỹ thuật của nó ở đây, ở vùng 35.5 và bây giờ ta có thể xem lại trên nhóm Thôi không xem lại nữa các anh chị nhé. trên nhóm Zalo. Nó nằm hết ở trên đấy và cái câu chuyện là thôi cũng không không xem lại nữa, mất thời gian. Đó thì Vĩnh Hoàn đã có một trang kỹ thuật mở đây tương đối là tốt rồi. Tiếp theo trong nhóm ngành thủy sản thì cũng có phân tích mã cổ phiếu CMX và đến phiên hôm nay thì CMX cũng tím tái hết cả người, đau hết cả người, đánh gì mà đánh dã man thế. Thì CMX cũng như vậy, đã dò tìm cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ cực đẹp đây 13.5, 13.3, 13.5. Cái câu chuyện là các anh chị không có CMX thì là các anh chị tự trách mình thôi. Đó. Và những cái bản tin của ông Lê đến thời điểm hiện tại đang là free miễn phí, không có tính phí. À, còn sau này thì chưa biết nhưng đến thời điểm hiện tại nó là như vậy. Và đối với CMX ở đây vùng 13 Vùng 13 đây các anh chị rất là ok Và với một cái sự thăng hoa Trong một cái điểm kết tuần như vậy Và CMX đã đánh được thoát chính thức nếu đẹp Đấy chúng ta chấp luôn lên đến đây Đánh thoát vùng 14.2 anh chị Và đây nó sẽ test lại Ok nó sẽ test lại vùng 14.2 có thể nó sẽ test lại ở đây và nó sẽ mở một cái trend kỳ vọng nhé Đấy là kỳ vọng nó nó bay lên một phát như này thì nó bay về đâu đầu tiên là nó bay về 16 đó, thoát 16 thì nó sẽ bay về 18 17 năm đó. đó thoát 17 năm thì nó bay về 19 đây là những cái target nó bay 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 bay, bay trên này nhưng mà từ từ đã đó đúng không ạ chúng ta phải xem điểm test cung ở đây mẫu chốt vấn đề nó phải test lại biên 14 đến 14.2 thành công và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định đối với xe các anh chị chúng ta cứ mạnh mẽ lên để chúng ta bắt Cổ phiếu ANV trong nhóm ngành uh, thủy sản rất là tuyệt vời và đến thời điểm hiện tại thì ANV cũng chính thức uh, đã uh, thoát nền 23.5 đến nền 24. Đây là mẫu chốt. Uh, trong bản tin phân tích tuần trước thì các anh chị có thể nhớ lại, có thể xem lại, không phải xem lại cũng có thể xem lại được. Ok. Uh, những cái kịch bản mà cũng có dự báo về cái biên test của em ANV khi mà cổ phiếu này lên đến những cái vùng kháng cự ở đây. Và cái target tiếp theo chúng ta sẽ kỳ vọng ANV sẽ đánh về vùng 26. Ở à, trong một trang kỹ thuật của ANV đến thời điểm hiện tại này rất là đẹp rồi. Và khả năng ấy, vùng 26 sẽ bị đánh qua. Thì chúng ta sẽ, uh, sẽ, sẽ, sẽ sẽ kỳ vọng target nhịp này nó đi về vùng 3X thì ngon quá. Như vậy là chúng ta có một cái trận đánh về đó, về ANV từ vùng hỗ trợ ở đây đâu đó. Có trăng là cũng có phân tích từ vùng hai mươi mấy đây này. Chính xác nó phải là nằm ở trên này Nó phải từ 22 tức là từ biên trên này Cái điểm tạo đáy này thì nó không tính Đó Rồi nhóm thị sản là nhóm rất là đẹp đáng để đầu tư ừ, Rồi còn nhóm gì nữa anh chị nhỉ Cũng cơ bản là hết rồi rồi phân tích một số các mã cổ phiếu quen quen này nhé K KSB à, Thì KSB đến thời điểm hiện tại chúng ta làm gì Đó chúng ta mua cho chúng ta làm gì nữa Đúng không ạ Rồi KSB như vậy là một sóng lên Một sóng xuống Một sóng lên Một sóng xuống Và đây đang là những cái điểm đánh Gọi là đánh 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 diễn Đối với mã cổ phiếu KSB Thì vùng hỗ trợ của KSB đang ở gần quanh ta rồi Đó chính là vùng 24 đến vùng 25.5 và ông có đánh giá cái điểm hỗ trợ của nó Em này ở quanh vùng 26 ờ, Sau một phiên phiên ngày hôm nay Thì kỳ vọng đánh là tương đối là tốt rồi ờ, Nhưng mà sau một cái điểm đánh tốt như vậy Thì khả năng là nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu Nó sẽ có những cái nhịp trả cung ở đây Và từ những nhịp trả cung đó nó sẽ xây nền Tích lũy và kỳ vọng từ đây Thì KSB sẽ làm nên một cái câu chuyện Đối với team chứng khoán chiến binh trên từng con sóng Test đẹp ở khoảng vùng 26.5 Không gãy Đó là vùng cần để chúng ta cân nhắc và chúng ta lựa chọn để chúng ta mua ở trong cái thời điểm này ở đấy chúng ta có thể tham gia vị thế thậm chí là chúng ta phòng thêm những cái bản có thể đánh về vùng 24 không có sao cả bmi đối với bmi thì cũng đã uh, chính thức ở trong tuần thì đã hoàn thiện uh, hoàn thành cái vùng uh, giá mục tiêu uh, target tuần của bmi và bmi thì có một cái nhịp phân tích ở đây uh, ngăn ngắn nho nhỏ như thế này thôi thì đối với BMI có thể có thêm cái target cao hơn đó là một cây trần nữa ở khoảng vùng 34 và biên test kỹ thuật của nó ở vùng 31 đến khoảng vùng 32. Vùng 31 mà không gãy thì như vậy là chúng ta có thể cầm thêm, chúng ta có thể cầm thêm các anh chị. Ờ à, FRT cũng là một cái mẫu hình mà đến thời điểm tại cũng rất nhiều những anh chị em chúng ta đang quan tâm đến nó thì FRT đã có một cái nhịp chỉnh giảm tương đối là sâu rồi đấy, tương đối sâu. Và cái nhịp này thì đã đã hết chưa Thì bây giờ là chúng ta sẽ uh, nôm na Chúng ta sẽ nhìn về đây Đó nhìn về đây tức là nhìn về một cái cản trên của nó khoảng vùng 24 Và cản dưới khoảng vùng 23 Đó thì chúng ta sẽ quan sát thêm uh, Cái tín hiệu kỹ thuật cung cầu của nó ở đây Khả năng thì nó sẽ chỉnh này Nó sẽ test lại ở quanh vùng 25 uh, Nôm na nó có thể test lại ở quanh vùng 25 một lần nữa uh, Một hai lần nữa ở đây Và chúng ta sẽ đánh giá cái tín hiệu xây nền sau cái tín hiệu xe nền này thì cũng sẽ có những phân tích kỹ thuật và để chúng ta uh, tiếp tục đánh mã cổ phiếu FDT. Uh, PLC đến thời điểm hiện tại cũng đã rất là hay rồi và cũng đang ngó nghiêng nó cũng đang ngó nghiêng ở cái vùng này vùng hỗ trợ 23.5 thì đây là cái vùng hỗ trợ mà khá là tốt thì chúng ta cũng có thể bắt đầu chúng ta giải ngân canh thăm dò ở quanh cái vùng này. Ở trường hợp mà rủi ro hơn thì chúng ta sẽ phòng thêm một điểm mua ở khoảng vùng 22 ở đây nữa. Đó. Của PLC khả năng là cũng như vậy thôi. Ờ, còn sâu hơn nữa thì đây ở đây nó là tức là PLC thì cũng phải tính toán ở một góc độ là gom dài đó. Đấy. 19 chúng ta sẽ tính toán như vậy. Và đây cũng là những cái vùng mà về mặt kỹ thuật nó thì bao giờ như vậy sau một cái ten lên thì cổ phiếu nó sẽ có một cái ten đạp và uh, sọt xuống và từ cái trend đạp, trend đạp sọt xuống đó thì cổ phiếu bắt đầu xây nền tích lũy và từ cái nền tích lũy đó thì chúng ta sẽ bắt phân tích một sóng lên và phân tích một sóng lên thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt cổ phiếu tại những cái vùng mà dự kiến cổ phiếu có thể uh, quay trở về phục hồi. OK như vậy là ông vừa mới làm xong uh, cái phần thứ hai đó là view lại một số các cái mã cổ phiếu uh, của nhóm ngành uh, trong tuần vừa qua. thì uh, đối uh, đối với đối với các cái mã cổ phiếu mà chưa có được phân tích ở trong tuần này thì các anh chị có thể vui lòng comment ở bên dưới, dòng thời gian của bản tin thì hùng sẽ có những cái phân tích rất là chi tiết và cụ thể cho tất cả những anh chị em. Ví dụ như bạn này đang hỏi mã cổ phiếu ABB ở đây. Đó bạn Mạnh Dũng hỏi cổ phiếu ABB thì hùng có phân tích ABB trong nhịp này. Đó, hiện tại lực cầu đang khá là tốt ở vùng 18.5 và có cổ phiếu có thể test lại quanh 18.5 không gãy là được và dự kiến nhịp này có thể chạm về vùng 20 và cái à, cái trả lời này của hùng thì đã ngay lập tức ở đầu tuần tức là khi mà các anh chị hỏi thì hùng đã trả lời cho các anh chị đó và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể xem lại mã cổ phiếu abb so với những cái khuyến nghị đó của hùng thì nó đã à, nó tốt hay nó xấu đúng không? thì trên góc độ kỹ thuật là trong cái tâm làm nghề của hùng á thì hùng không có bất cứ một cái cái ác nào tức là không có xúi anh chị vào những cái mã cổ phiếu không tốt hoặc là mình biết cái mã cổ phiếu đó xấu mà mình vẫn nói lên tốt thì đấy đấy mới là điều đáng đáng trách còn lại mình thấy cái mã cổ phiếu đó tốt thì mình nói là tốt nhưng cũng sẽ có những cái trường hợp rủi ro là tại thời điểm đó mình phân tích mình mình nhìn nhận mình đánh giá nó là tốt nhưng nhưng do cái biến động của thị trường thì có thể là phiên ngày thứ hai phiên ngày thứ ba nó như vậy nó không 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 tốt thì nó quay đầu giảm điểm thì như vậy là chúng ta cần phải có những phân tích kỹ thuật tiếp theo đó thì tại thời điểm là bản tiến tuần được phát đi ở đây đó thì cũng đã có nói với các anh chị là có những cái điểm test lại ở quanh những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này khá là ok thì uh, target dự kiến có thể đi được vùng 20 và kết tuần thì ABB nó đi được về vùng cao nhất ở vùng 19.9 tức là nó cũng xít 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 xa xa sát cái vùng mà ủng phân tích ở đây là vùng 20 đó dành cho các anh chị đó thì đây cũng là một những cái phần mà trong cái tâm làm nghề của Hùng và trong những cái hỗ trợ À, tối đa cộng đồng nhà đầu tư. Để mong muốn chúng ta có một cái cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. À, chứng khoán nó sẽ phát triển, nó sẽ có sẽ đồng hành tức là cái cái câu chuyện là cái thời điểm này hùng làm nghề, 10 năm nữa, 20 năm nữa khi hùng giải nghệ nghỉ hưu đúng không? Không làm nữa thì con cháu có thể là có thể con cháu của hùng Lê sẽ tiếp tục những cái công việc như thế này và tất cả những cái giá trị mà hùng để lại cho anh chị em rồi đồng hành cùng với anh chị em trong suốt một cái chặng đường như vậy đó là uh, một cái gì đó mà chúng ta sẽ uh, lưu giữ lại nó lưu giữ lại trên một cái góc độ uh, rất là happy uh, trên một cái góc độ rất là tâm tình và trên một cái góc độ đó là gì muốn chúng ta ngày càng phát triển hơn, muốn chúng ta ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn trên thị trường chứng khoán còn đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam thì theo Hùng Lê cái dư địa để thị trường chúng ta phát triển nó còn rất nhiều các anh chị đến thời điểm hiện tại thì có những cái thống kê sơ bộ đó là uh, cái, cái 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 lượng mà nhà đầu tư của chúng ta biết đến uh, biết đến chứng khoán ở trong tổng cái dân số của Việt Nam thì nó đang khá là ít khá là ít và nó đang đó nó chỉ chiếm khoảng tầm độ uh, 3 đến 5% so với các cái nước phát triển nó có thể đạt được đến 15% ví dụ như vậy. Và như vậy thì chúng ta đang là những nhà đầu tư đi trước, chúng ta đã học và chúng ta đã tích lũy được những cái kinh nghiệm đi trước như vậy thì về mặt thời gian, về mặt chiến thuật là chúng ta sẽ trưởng thành hơn, chúng ta sẽ lớn mạnh hơn và chúng ta sẽ có những cái trận đánh ở trên góc độ đầu tư kỹ thuật ngày càng là là ok hơn. Thì đấy là những cái À, tâm tư Hùng Lê muốn nhắn gửi đến cộng đồng nhà đầu tư Đến cộng đồng chứng khoán chiếm binh đây từ ngón sóng Trong những cái uh, khoảng thời gian sắp tới uh, của thị trường Trong năm 2021, 2022 và những cái năm tiếp theo Rồi à, Phần thứ ba thì chúng ta sẽ nói nhanh và nói ngắn gọn về xu hướng của thị trường Bởi vì cái phần này thì Hùng sẽ phải đánh giá hàng tuần À xin lỗi cả nhà hàng ngày Và thậm chí là đánh giá trong phiên Bởi vì uh, thị trường của chúng ta luôn luôn biến động Luôn luôn có những cái Uh, những, những những cái gọi là những cái biến những cái biến và những cái biến đó thì chúng ta sẽ phải phân tích uh, phân tích những cái biến đó để chúng ta đưa vào để chúng ta tổng hợp uh, thì trong ngắn hạn thì chúng ta có thể nhìn thấy như sau tức là sang tuần tới thì theo như khả năng hùng phán đoán thì nhóm banh uh, sẽ chậm đà tăng nhóm banh sẽ chậm đà tăng nhóm chứng khoán cũng sẽ chậm đà tăng như vậy thì cái nhóm trụ cột của thị trường sau một tuần giao dịch rất là tích cực thì nó sẽ chậm đà tăng trở lại nhóm thép sẽ tiếp tục bị chốt khả năng cao là như vậy bởi vì nhóm thép cũng đã có một cái trend kỹ thuật lên rất là cao rồi rất là cao rồi thì khả năng nhóm thép sẽ tốt sẽ bị chốt cùng với đó thì các nhóm ngành khác thì đang có xuất hiện dòng tiền của phiên ngày hôm nay như vậy là tốt thì chúng ta cũng sẽ phải cần thêm phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để chúng ta có thêm những cái đánh giá À, cùng với đó thì nhóm trụ sẽ có một cái sự phân hóa nhất định nào đó sẽ có sự phân hóa nhất định nào đó và hiện tại thì nhóm trụ cũng đánh giá rằng cái mức độ hoạt động ổn định của cả dòng nó cũng chưa có chính vì vậy nên trên góc độ kỹ thuật thì khả năng cao sẽ có những cái tuần thì uh, tuần tới thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá sơ bộ về khả năng về cái cái việc là chỉ số vn 30 nó uh, đang có cái sự suy yếu đây và khả năng nó sẽ có những cái điểm uh, test cung ngắn ở uh, các anh chị nhé nó sẽ có những cái điểm test cung ngắn lại cái biên ở biên ở đây là 1410 ở đây Đây là một cái biên hỗ trợ về mặt ngắn hạn của thị trường chung à, Cùng với đó thì chỉ số VN30 Ở thời điểm hiện tại sau phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh Thì nó đã xác lập uh, một cái vùng kháng cự mới ở uh, Một cái vùng kháng cự mới của thị trường Đó là ở vùng 1400, 1.422 điểm 1422 điểm ở đây Và cùng với đó thì nó có một cái biên <laughs> Một cái biên ngắn mà phái sinh đang đi ở đây Đang đi ở đây nó cũng đồng pha cùng với chỉ số VN30 đó là 1405 đến 1410 và sẽ lấy cái biên hỗ trợ ngắn ở đây đó là vùng 1395, 1395 của phái sinh để có những cái phân tích định lượng về mặt hỗ trợ kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Đó, khả năng thì chúng ta sẽ lấy những biên này và sau đó thì thị trường đi như thế nào thì chúng sẽ tiếp tục ở những cái mạch mạch phân tích. Mình đã có giới thiệu với anh chị em ở trong đầu bản tin rồi. À, đối với chỉ số Index thì trong phiên ngày hôm nay Hùng cũng đã có những cái cảnh báo về mặt à, chỉ số này sẽ đi về cái vùng kháng cự mạnh đi về vùng kháng cự mạnh ở đây đó là vùng 1.285 điểm và trên thực tế thì cổ phiếu này à, chỉ số này gần đi được về đến vùng 1.290 điểm như vậy thì trong ngắn hạn trong ngắn hạn thì khả năng cao sẽ có những cái điểm test lại đó sẽ có những cái điểm Index sẽ có những cái điểm test lại điểm test lại đây Uh, đó là điểm quanh vùng 1280 nhưng khả năng điểm 1280 này thì khả năng là khó giữ tức là trên quan điểm kỹ thuật là nó sẽ phải test cái điểm sâu hơn và cái điểm sâu hơn về mặt kỹ thuật thì theo Hùng sẽ ở khoảng vùng 1270 điểm sẽ là đây các anh chị sẽ là cái vùng mà dự kiến VN sẽ có những cái điểm test kỹ thuật trong 1270 À uh, kiến sẽ có những cái điểm test kỹ thuật trong uh, những cái phiên giao dịch đầu tuần tới đó là phiên thứ hai và tiếp theo đó thì cũng sẽ có thêm những phân tích đánh giá để hỗ trợ anh chị em cộng đồng nhà đầu tư uh, trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Uh, trên bản tin tuần thì cũng có để uh, hai cái link, các anh chị có thể uh, xem ở đây. Thứ nhất là cái link để các anh chị có thể uh, mở tài khoản để về đồng hành cùng với team cùng Lê tại công ty chứng khoán VPS thì các anh chị có thể kích vào đây và chúng ta sẽ điền các cái thông tin à, cái link thứ hai đó là link để hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư thì một số các cái thông tin chia sẻ kỹ thuật ở trong tuần thì cũng sẽ share lên ở các nhóm R6, R7, R8, R9 và hiện tại thì cũng đang để cái link R6 đây cho các anh chị thì những anh chị em nào mà cần thêm một số các cái thông tin thì có thể đăng ký và sẽ duyệt ở sau đó Ok, bản tin tuần đến đây là kết thúc Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điển tin tiếp theo và chúng ta kết thúc 3 tuần giao dịch của tháng 5 3 tuần giao dịch của tháng 5 và À, thị trường thì đang minh chứng cho một điều rằng à, chúng ta không có câu chuyện sell in may ở trong cái tháng 5 của năm 2021. Bộ ba chỉ số của thị trường chung, bộ ba chỉ số của thị trường chung gồm VN-Index, VN30 và phá Trinh hiện tại vẫn đang nằm trong một cái xu thế uptrend cực kỳ là mạnh, xu thế uptrend cực mạnh và kết tuần thì chúng ta chưa nhìn thấy. Ngồi đấy phải nói như vậy, kết tuần thì chúng ta chưa nhìn thấy những cái dấu hiệu đảo chiều pha xu hướng của cả cái 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 vận hành của cả cái trang kỹ thuật của thị trường vì vậy nên là chúng ta vẫn uh, vẫn yên tâm trong các cái vị thế cầm nắm về mặt cổ phiếu còn sang tuần mới thì uh, như hùng đã dự báo tức là thị trường uh, chúng ta sẽ gặp những cái vùng kháng cự rất là cao sẽ gặp khó khăn hơn và sẽ gặp những cái lực cản lớn hơn chính vì vậy nên là uh, căn cứ uh, phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai căn cứ các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của ở ờ, phiên ngày thứ hai và ủng có gợi ý uh, cho các anh chị ở các cái mốc như vậy thì chúng ta sẽ có thêm những phân tích đánh giá về xu hướng tổng quan của thị trường. Ok, như vậy là chúng ta sẽ uh, dừng bản tin tuần tại đây.